Lười à? Lười. Trời ơi, mặt trời rọi cái mặt của mày rồi, mà sao mày không thức vậy? Mày dời với chỗ khác mày nằm đi. Ngủ đâu mà ngủ, nóng gần chết đi nè. Trời ơi, mày nói mày không ngủ mà hai con mắt mày nhắm nghiền à? Tao làm biến mở. Trời ơi, tao cái mở con mắt ra tôi nó cũng làm biến nữa, không biết làm sao mà nói đi nữa nè. Bây giờ làm sao đây hả? Rồi mày chỉ có cái mày chỉ có xích cái mình mày qua một bên một chút xíu đi, rồi là mày ngủ được rồi, vô mát ngủ được rồi. Mày để vậy rồi mày ngủ mà sao mày làm biến quá trời đất vậy? Vậy á, mang nhít giùm con đi. Mang nhít người con vô chỗ mát mát giùm con đi. Tự tao không thương mày đâu. Chết chứ tao rồi thì mày khổ quá đi, con với cái. Chết qua con. Trời ơi nặng quá, con phụ má con nhít chút xíu nè con. Nhít qua con. Trời ơi. Trời ơi, nó vậy đó ha. Trời ơi. Chết chứ nó hả? Má, người có chút xíu à. Mày được cái yếu xìu. Yếu xìu trời ơi, tao quýnh mày cái chết. Tao. Lười à? Lười. Trời ơi, con sao vậy Lười? Lười ơi, mày có sao không Lười? Có bị gì đâu. Làm như mày la làng la sớm anh vậy trời. Con không có sao hết hả? Trời ơi, mày làm tớ hết hồn cái chí à. Không có sao, tại sao tao đánh mày mà mày không có la? Mày có đau không? Là con người chứ không phải trâu bò đâu mà không biết đau. Đau thì mày phải la chứ. Làm biến la. Trời ơi là trời. Có đứa con chi mà nó lười biến qua chịu không có nổi luôn. Ha. Cái dĩa khoai để từ summer tới giờ tôi tưởng nó ăn rồi, ai về nó cũng còn để đây. Con à, con có đói không? Đói. Đói thì tại sao mày không ăn? Làm biến lấy. Trời ơi, chỉ xích qua xích lại là lấy cái dĩa khoai ăn được rồi mà cũng không chịu lấy nữa thì khổ gì đâu á mà. Giờ con ăn không? Má lột khoai cho con ăn nha. Nè, hả họng ra. Mà ăn đi. Tại sao mày không nhai? Nó cái nhai thôi mà nó cũng không chịu nhai nữa. Không lẽ tao nhai giùm mày? Má lột, má nhai, rồi má đút con giống như hồi nhỏ đi. Tôi không biết trước tôi làm cái gì nên tội. Mà giờ tôi đẻ ra một cái thằng con nó làm biến cái gì ở đâu á. Ăn nó cũng không ăn, thức nó cũng không thức. Mà nó cứ ngủ triền miên, mày ngủ đi, mày ngủ riết cho một con mắt mày luôn đi. Giờ ăn á, con mắt tôi lột, tôi đút cho nó ăn nữa à. Đói quá mà không còn gì để ăn nữa. Má ơi, con đói quá má ơi. Má nói mình là má đi làm mướn rồi, mấy ngày nữa má mới về. Ơi đói quá, má ngủ tiếp đi. Thank you.
đói bụng quá. Má đi cái gì mà lâu dữ vậy trời ơi. Ơi má ơi, con đói bụng quá. Con đói bụng quá má ơi. Con muốn ăn má ơi. Má. Lời à, má đi qua làm bên nó làm mướn. Nếu con có đói thì ra bờ sông mà bắt cá về nướng ăn. Cá ở ngoài đó nhiều lắm. Ơi. Ơi, giờ muốn ăn phải giá cái thân ra ngoài sông câu cá hả trời. Ơi trời ơi. Ước gì mình không bị đói bụng. Mình cứ ngủ vậy, mình không có đói bụng. Khỏi đâu mà câu cá. Giờ phải đi câu cá. Ai trời ơi. Thì làm sao mà cá nó ăn. Đúng là cái thằng lười. Cá cắn câu rồi. Cá cắn câu rồi. Vậy mà nói không có mồi làm sao mà cá cắn câu. Cá cắn câu rồi. Vậy là có đồ ăn rồi. Trời đất ơi, cái gì mà cá có chút xíu vậy trời? Sao mày rảnh vậy? Mày nhỏ xíu mày cũng bày đặt cắn câu để làm cái gì? Mất công tao phải giật cần nữa. Cá này mà ăn uống gì trời? Quy con sông bự mà cá có chút xíu à? Thiệt. Tao phơi mày thành con cá khô luôn. Cái tội là dám cắn câu. Mày nha, làm mất giấc ngủ của tao nha. Tao phơi mày khù queo luôn. Ê, có quả kia. Tao chỉ có một con cá. Mày cũng cướp con cá của tao hả? Trả đây con quả kia. Con quả kia. Trái đây con quả kia. Xin cô quyền thất tổ, 12 bà mụ về phù hộ cho cháu ngoại của con được mạnh khỏe, ăn ngoan mau lớn. Nam mô Di Đà Phật. Thôi không có lại lục như chân trời. Trời ơi, cái chuyện mất độ cho như vậy làm nếm nhục da không vậy mà còn lại cũng thất tổ gì. Ông à, ông làm gì thấy ghê vậy? Làm gì con mắt ông trừng trừng, ông nhìn tôi thấy ghê quá à. Sao chân chân dạy con kiểu gì, chính tôi cũng an ủi tôi nói nó rồi. Bây giờ nè, con nói chuyện với cha đi. Cha thằng bé là thằng nào? Cha tha thứ cho con rồi kêu cha nó lợn nhận thằng bé đi, rồi cha cho sum họp một nhà vợ chồng con cái. Tức không? Bà tức không? Ông ơi, ông ơi, ông ơi.
Ông ơi, ông ơi, ông uống miếng trà cho hạ quả đi ông. Uống đi. Rồi cái gì à? Bà bóng muối ở trong mạng có gì không? Tại ông giận nó vậy thôi chứ. Không thôi, mà nói thôi, đi, bà nói đi. Thôi cái gì cũng từ từ ông à. Để tôi kêu con nó ra rồi tôi khuyên can nó nghe ông. Bà có khuyên can? Tôi nói nó nhiều lần rồi, hết ngày này qua ngày nọ, hỏi chồng nó là ai, không biết thằng nào. Không biết thằng nào thì thằng nào là chồng nó, là thằng nào. Tôi chỉ biết quan trọng bây giờ kiếm thằng chồng nó thôi. Mà là con gái mà có con mà có chú quan cái vậy. Trời ơi, cái mặt này tôi nào tôi gặp như người ta tôi thiệt mà tôi nhục lắm rồi thiệt bà. Nó làm như vậy là nó bôi cho chết cháu vô mặt rồi biết không? Mà cái thằng cháu ngoại của mình đó nghe không? Nhìn nó dễ thương hết sức vậy đó. Mà nó lại thông minh nha. Nó lanh lợi. Rồi nó khôn hơn những đứa trẻ khác nữa chứ. Bởi vậy tôi thương thằng cháu ngoại đó nên tôi mới nhẫn nhục, tôi kêu nó tìm chồng bây giờ để cho nó. Chứ mà tôi không thương cháu ngoại, tôi giết nó lâu rồi. Thôi được rồi, để tôi kêu con gái mình ra. Nữ ơi, Nữ à. Dạ. Ra đây cho mẹ biểu coi con. Biểu con. Con ngồi xuống đó đi. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Dạ. Con à, con có biết là cha mẹ mang tủi nhục với bà con họ hàng, hàng xóm láng giềng biết bao nhiêu, con có biết không con? Ai đời cha mẹ có một đứa con gái duy nhất mà con lại có chữa quá như vậy, nhục nhã biết bao nhiêu hả con? Con biết, con biết là cha mẹ chịu nhiều tiểu nhục như con. Ơn cha mẹ đã tha thứ cho cô mang hai mẹ con của con. Bây giờ cha mẹ cũng bỏ qua cho con hết. Nhưng mà con phải nói ra cha của con là ai? Cha mẹ đã hỏi con nhiều lần rồi, con cũng xin thú thật. Con không biết mặt của cha của con trai con là ai mà. Thôi, giờ thấy chưa mà thấy chưa? Không lẽ con của mày ở trên trời nó rớt xuống? Bây giờ hỏi lần cuối cùng, cha thằng nhỏ là thằng nào? Nói đi con. Con không có biết mà. Trời. Con, ông ơi. Ông ơi, từ từ đi ông. Cái trò đi. Từ từ đi ông ơi. Ông Quảng đâu? Ông Quảng. Dạ. Dạ, ông chủ gọi con. Ông dạ. Báo hết cả cái làng này đầu cho xuống dưới, tôi luôn cái huyện cái bên luôn. Dạ. Ai? Là cha của đứa bé qua đây nhận. Tôi sẽ thưởng vàng, bạc, châu báu và ruộng vườn. Không? Thì thông báo hết cả làng này làng qua cho tôi. Dạ. Đi. Dạ dạ, con làm liền ạ. Ông Quảng, cho vào đi. Tất cả các chàng trai nghe đây, hãy lần lượt từng người một bước vào đây để cô chủ nhận làm cha. Lẹ lên, mời người đầu tiên. Dạ thưa ông. Dạ thưa bà. Dạ thưa cô. Nếu như đứa bé này là con của tôi thì tôi sẽ được. Khỏi luôn, nó tự giác nó biết rồi. Ba bữa nay là cả bao nhiêu trai làng mấy trăm người lại đây, không có ai mà đứa bé nó chịu nhận làm cha hết. Rồi là cha của đứa bé là thằng nào? Dạ. Bây giờ ở trong này còn cái làng này còn ai nữa không? Dạ dạ, dạ hình như là còn một thằng hả ông chủ. Thằng đó thằng nào? Dạ thằng đó thằng lười. Tại sao phải kêu nó là thằng lười? Trời ơi, nó làm biếng lắm ông chủ ơi, nó làm biếng nhớt hay luôn. Tao nói là suốt một ngày nó ngủ không có làm gì hết. Nó đây ăn phải đút vô miệng nó luôn đó ông chủ. Dạ không còn ngày nào hết. Dạ hết, chỉ còn một mình duy nhất là nó thôi. Dạ. Thôi kêu nó lại đi. Dạ để con cho người đi khiêng nó lại. Cái gì? Phải khiêng ra. Dạ phải khiêng chứ bây giờ nó không chịu đi. Trời ơi, đi mà nó cũng thèm đi phải khiêng lại. Dạ để nó trên giường rồi khiêng đi luôn. Làm biếng thằng thật sợ luôn. Dạ. Mà cho người đi khiêng lại đi. Dạ dạ dạ. Người đâu? Khiên nó vô đi.
cốt này cho nó tổ tiên tôi hay là gì đó, tôi ngồi mà nó nằm. Cái thằng này không thể nào là cha của đứa bé được. Trời ơi, nó lười biếng như vậy thì sao này mà nó nuôi vợ con được cái gì, mà làm chồng cái gì. Lời, Lời, kêu nó thức dậy coi. Lời ngồi dậy. Ông bà chủ nói chuyện với mày kìa. Cái gì mà mọi người lại bưng tôi đến đây vậy? Là biến quá, mày không chịu đi là phải kêu mày đi chứ sao. Nhưng mà tôi đến đây để làm gì? Mày hãy nhận coi, phải là con của mày không kìa. Phải ba con không? Đây là cha. Cha của con. Đừng lùi là cha. Đừng lùi, đừng lùi là cha, đừng lùi là cha thôi. Nhưng mà tôi chưa có vợ, sao có con được? Không có vợ. Cha hả? Cha là cha của con hả? Sao ông chú? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, nói rồi. Ông ơi. Trời ơi, trời ơi, cháu nó. Giờ sao? Có thằng chồng tăng ở trong nhục nhã quá. Đi vô. Quên nữa. Hai mẹ con nè, cuốn đồ đi theo nó luôn. Đừng bao giờ quay lại căn nhà này nữa. Đi. Trời ơi, ông ơi. Ông ơi. Ông chủ. Bà đứng lại làm gì nữa? Vô. Đây là vợ tôi. Còn đây là con trai tôi hả? Bất đắc dĩ, lười đành phải nhận vợ và con trai rồi đem về sống chung một nhà. Có vợ con rồi nhưng lười vẫn chứng nào tật nấy. Suốt ngày chỉ biết nằm một chỗ và không chịu làm bất cứ việc gì. Con nghe mẹ dặn nè, con ngồi đây chơi với cha, con không được nhảy xuống dưới đất. Rồi té con không? Té rất là đau, con nghe không? Rồi mình à, mình ở nhà chăm con nha mình. Em ra ngoài phát cỏ để mà trồng rau. Mình à, đừng để cho con té nha mình. Biết rồi. Mình à, nhớ nha mình, em đi nha mình. Biết rồi. Mình cứ đi đâu đi đi, giao con ở đây. Con ngoan nha con. Dạ dớ con đi cha. Con chơi một mình đi. Chơi một mình vui hơn. Đi cha ngủ. Cha dạy chơi con, chơi một mình buồn lắm. Trời ơi, chơi một mình vui với buồn gì. Ngọn chơi đi. Đừng làm phiền cha ngủ mà. Nghe ăn chay nha. Dạ. Đâu vậy? Con chơi. Trời ơi, con có biết là con leo xuống dưới, con té, con u đầu. Chơi cái gì mà chơi? Ngồi trên đây chơi đi nha. Con muốn ra ngoài chơi. Mình ơi mình. Mình ơi mình ơi. Dậy đi mình ơi. Mình. Mình ơi. Chết rồi mình ơi. Dậy đi mình ơi. Chết, chết. Chúng ta sắp chết đói rồi mình ơi. Chúng ta sắp chết đói rồi. Sao chết đói? Em có bột vàng làm ra cơm gạo, lúc nào cũng bỏ trong mình đây nè. Hồi nãy ra ngoài phát quang, làm sao làm em không biết đâu đó bột vàng lúc nào không hay nữa. Bây giờ em không biết tìm bột vàng ở đâu nè anh ơi. Không có bột vàng làm ra cơm gạo á thì gia đình mình sẽ chết đói hết đó mình ơi. Hả? Nói vậy là mất cục vàng rồi hả? Rớt cục vàng rồi. Nếu mà mất cục vàng á, có nghĩa là cả gia đình mình chết đói hả? Rồi con chúng ta nó ai nuôi đây? Rồi mình ở đây, rồi con trai mình đâu? Con trai em gửi với bên ngoại rồi. Bây giờ làm sao để ở mình? Thì có làm sao đâu, sợ dữ vậy trời. Thì còn có má lo cho tụi mình, không có sao đâu, không có sợ chết đói đâu. Má của anh nó đã qua đời rồi. Cái gì? Má tôi qua đời rồi hả? Ủa? Mà má tôi chết hồi nào mà tôi không biết gì hết trơn vậy? Thì má của mình á, cũng như làm việc nhiều quá mà kiệt sức qua đời đó. Ngày má mất á, mình cứ lo ngủ hoài hả? Tôi lay mãi mình không chịu dậy gì hết trơn á. Cho nên là con bệnh tôi lo ma chay cho má. Bây giờ không có cục vàng làm ra cơm gạo, rồi má mất nữa. Rồi ai nuôi con cái chúng ta đây hả mình ơi? Rồi gia đình chúng ta sẽ ly tán hết.
Bây giờ làm sao đây? Không có cục vàng nào ra cơm gạo thì làm sao chúng ta sống đây hả mình? Trời ơi, má tôi chết, má tôi bỏ tôi. Má ơi, sao má chết má không nói con? Má ơi, má ơi, sao má bỏ con vậy má ơi? Bây giờ phải làm sao đây hả mình? Bây giờ ai biết là ai biết làm sao? Thì hồi nãy em làm rớt ở ngoài ruộng á, bây giờ mình phải giúp em kiếm nó. Thôi rồi, bình tĩnh đi. Để tôi ra ngoài tôi tìm cái cục vàng đó cho. Đi mình. Dạ. Lẹ đi mình. Rồi. Cái rửa đây mình. Chị đi. Chị coi. Coi cái cục vàng nằm ở đâu. Chứ không cả nhà chết đói không được đâu. Biết sao không? Em quên. Ở xung quanh đây nè, em quên đây một cái tự nhiên cái nó văng như lùm cỏ đây nè. Bây giờ cỏ không cần thì sao mà em tìm đây? Trong lùm cỏ nào? Nhớ lại coi. Hình như là ở trong đó, vòng vòng ở đó đó. Trong phát cỏ đi, rồi sẽ tìm được cục vàng cho vợ mà. Vậy là làm rớt cục vàng vòng vòng ở đám cỏ này đúng không? Đó, hình như là ở bên kia kìa. Trong vô đó đó. Rồi quanh đây đúng không? Nhưng mà ở đây cỏ không à? Làm sao mà tìm ra được cục vàng cho vợ đây? Thì đó, ngay chỗ đó đó. Ừ, bây giờ chồng lấy cây rửa đi, phát cỏ chỗ đó đi. Biết đâu cục vàng nó nằm ở dưới đó thì sao? Ở đó. Chắc chỗ đó đó. Thấy chưa? Vợ nè, chồng đã phát hết cỏ rồi mà sao không thấy thỏi vàng đâu vậy? Bây giờ chồng phải phát hết đám cỏ đó xong rồi chồng xới đất lên, lúc đó vợ sẽ chỉ cho chồng biết là vàng ở đâu. Hả? Phát hết cỏ rồi mình phải xới đất lên hả? Mình xới đất lên như vậy á thì làm sao mình thấy được thỏi vàng của vợ chứ? Vàng ở đây nè. Sau một thời gian chung sống, quý nữ mới thổ lộ rằng nàng vốn là tiên trên trời, vì động lòng trước những lời cầu khấn của mẹ Lười nên Ngọc Đế mới sai nàng xuống làm vợ Lười để giúp chàng thay đổi tâm tính. Đến nay, Lười đã biết chăm chỉ làm ra hạt lúa bằng chút sức lao động của mình. Quý nữ phải ngậm ngùi chia tay hai cha con để trở về trời theo lệnh của Ngọc Hoàng. Má nè, bây giờ con mới hiểu lúc mà vợ con nói mất cái thỏi vàng á, đó chính là cái kế của vợ con để giúp cho con á thay đổi tánh tình nè, rồi biết quý sức lao động của mình từ cái việc mà phát cỏ nè má, rồi xới đất lên, rồi gieo mạ nè, rồi khi mà cây lúa nó lên nè, rồi nó trổ bông, nó triểu hạt. Bây giờ nhìn cái đống lúa này á, con mới biết đây chính là vàng của vợ con làm rớt đó. Má hối hận á, vì đã nuông chiều con, cho nên con mới lừa biến. Cho nên má rất buồn, cho nên má mới khấn trời khấn Phật xui khiến cho con thay đổi tâm tính. Nhưng mà cũng hay thiệt nha, cái lời khấn của má động tới lòng trời luôn. Nè, con có nhớ cái có một hôm đó là con đi câu cá. Dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Rồi cái con bị con quạ nó ăn cắp con cá của con, nó bay đi, nhớ không? Dạ. Đó, nó mới bay tới nhà vợ con, nó mới cho vợ con ăn con cá đó. Cho nên vợ con mới có bầu, mới đẻ ra thằng con của con đây nè. Rồi Phú ông thấy như vậy, cho nên mới kết duyên cho tụi con.
thiệt đúng là trời xe duyên cho tụi con đó, chứ không có ai xe cho tụi con được hết đó. Rồi con còn biết một chuyện là vợ con nói má đột ngột mất đi ha, rồi thằng con trai của con á gửi bên ông bà ngoại, tất cả những điều đó đều là cái kế của vợ con, đúng không? Đúng rồi, vợ con là tiên trên trời đưa xuống đó. Dạ. Nghĩa là giúp cho con thay đổi tính tình và con làm được những gì mà trời cho con đó. Thấy không? Xong rồi thì nó đi về rồi. Nhưng mà khi con làm được tất cả những điều đó thì lúc đó cũng chính là lúc mà vợ con bỏ hai cha con đi. Con đừng có buồn. Chứ không phải vợ con nó hứa là bốn mùa nữa nó sẽ xuống đây với tụi con sao? Bởi vậy con phải ráng làm để cho nó thấy, nó mới chạy xuống với con nữa chứ. Đúng rồi, má nhắc con mới nhớ. Con ơi, con trai ơi. Cha sẽ cố gắng làm việc thật là tốt trong bốn mùa để cho mẹ về với con. Con chịu không? Nó chịu đi con. Nó chịu. Cháu nội con dễ cưng quá đi. Trời, sao mẹ vẫn chưa về? Con đứng đây từ sáng tới giờ rồi, vào trong nghỉ ngơi đi con. Cứ đứng ngóng ngóng hoài vậy mệt lắm con à. Má, nhưng mà đã trải qua bốn mùa rồi, sao vợ con vẫn chưa về hả má? Vợ con hứa là nó sẽ về, yên tâm đi con. Con thương vợ con lắm, chính vì vậy mà con đã cố gắng làm việc thật là tốt, thật là siêng năng, trồng thêm cây ăn trái, nuôi thêm gà vịt heo, để khi vợ con về, vợ con yên tâm là con vẫn giữ lời hứa với vợ con. Nhưng mà đã qua bốn mùa rồi, con vẫn chưa thấy vợ con về. Cha ơi, mẹ về kìa. Đây là mẹ thuốc thứ 55 của ta. Nhất định ta phải thành công. Ta phải thêm vào đó nội công của mình. Với công thức của ta gồm các loại côn trùng bò sát, nó sẽ đem lại cho ta một diện mạo con người. Quan trọng nhất là ta sẽ trở thành mỹ nhân không tuổi. Ta sẽ mãi mãi thanh xuân. Nè, người hãy thử trước cho ta đi. Nào, hãy thử thuốc của ta xem có linh nghiệm hay không bé ngoan. Người, ta nói, thử thuốc nhanh lên, có nghe lời hay không? Ủa, sao em lại ở đây? Trời ơi, em bị thương rồi. Tội nghiệp em quá. Chắc là em bị lạc chủ đúng không? Ở giữa rừng nguy hiểm như vậy, em ở đây một mình nguy hiểm quá à.
Nè, hay là em về nhà theo chị nha. Chị sẽ xin mẹ chị cho em một chỗ thiệt là ấm áp ở nhà, chịu không? Chị đặt tên mới cho em nha. Để coi đặt tên gì nè. Cục bông. Cục bông, chịu không? Tên cục bông dễ thương á. Từ nay chị sẽ gọi em là cục bông. Cục bông, cục bông, chịu không? Bây giờ thì cục bông theo chị về nhà nha. Thuốc của ta đã luyện thành rồi, nhưng mà bây giờ không có con vật nào cho ta thử hết. Tức thiệt, lẽ ra có con chó lần trước thì hay biết mấy. Đúng là ta giận quá mất khôn mà. Lẽ ra mình không nên quăng con chó đó đi. Bây giờ phải lấy con gì thử thuốc bây giờ? Dạ thưa thầy, bệnh tình của mẹ con có thuyên giảm chút nào không thầy? Dạ, cho con xin gửi thầy. Dạ, con cảm ơn thầy. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ tìm thầy thuốc khác đến khám cho mẹ. Nhất định mẹ sẽ khỏi bệnh mà. Đã biết bao nhiêu người tới đều lắc đầu bỏ về. Thôi thì con cứ phó mặc cho trời, đừng cố làm gì. Mẹ, mẹ không được nghĩ như vậy. Chắc chắn con sẽ tìm được người chữa hết bệnh cho mẹ mà. Nhìn con cực khổ vì lo lắng cho mẹ, mẹ thấy xót xa trong lòng lắm. Mẹ thấy có lỗi vì làm gánh nặng cho con. Mẹ, mẹ đừng có nói như vậy mà. Mẹ, mẹ chờ con chút nha. Mẹ coi nè, con có đem về á. Con có đem về con chó nè mẹ. Con cứu nó ở giữa rừng sâu á, tội nghiệp nó lắm nên con mang về. Mẹ, mẹ cho phép con nuôi nó nha mẹ. Mẹ rất mừng khi con có lòng trắc ẩn với tất cả loài vật. Có nó, con sẽ có thêm người bầu bạn sớm hôn cho đỡ buồn. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ, con đặt tên cho nó là Bông á mẹ. Nè Bông nè, mẹ chị đã đồng ý cho em ở nhà với chị rồi đó. Cảm ơn mẹ chị đi. Cảm ơn mẹ. Trong lúc ta cần con vật thử thuốc thì ngươi tự nộp mạng cho ta. Ngươi cố gắng lên, ta sẽ thương yêu ngươi nhiều lắm. Trời ơi, đúng là con vật khốn kiếp mà. Mày dám làm đổ thuốc của ta hả? Đồ khốn kiếp, khốn kiếp. Không cần ai nữa hết, ta sẽ tự thử. Ta sẽ tự thử. Còn như lấy hết thì còn bán rẻ cho. Mua đi chị.
Bánh nóng hổi nè chị. Chào mấy chị. Dạ cô Mai. Mấy chị bán hàng được không? Chèn đét ơi. Cô Mai, hôm bữa rài đi đâu sao không thấy mặt vậy? Dạ ba bữa nay á, mẹ em bị bệnh nên em không đi chợ được, em phải ở nhà chăm mẹ. Vậy sao? Chắc để là tôi... cái chân đau tái phát đúng không? Dạ bây giờ á, thêm đau đầu nữa cho nên mẹ em không có ngồi dậy nổi. Thiệt tình á, cô Mai đã khổ lắm rồi. Mà nè, cô Mai đã mời được lương y chưa? Dạ đã có mời một số lương y tới khám nhưng mà sao vẫn chưa thấy thuyên giảm gì hết. Em gửi chị. Cảm ơn cô Mai. Dạ nói nghe nè. Dạ cuối cùng á, thầy nào cũng bó tay như vậy thì chắc phải nhờ tới. Chuyện này đâu phải muốn nói gì nói. Hả, tôi quên. Là sao ạ? Phải nhờ ai mấy chị? Bộ có chuyện gì khó nói hả chị? À không. Cô Mai con chó đẹp quá ha. Ở đâu ra vậy? Dạ em nhặt nó ở trong khu rừng á. Khi mà em vô trong rừng lấy củi á, em thấy nó bị thương, tội nghiệp quá nên em đem về nuôi. Cô lụm con chó này trên rừng đó hả? Có phải cánh rừng phía tây không? Có phải trong khu rừng âm u không? Dạ đúng rồi. Mà sao chị biết vậy? Trời ơi, mau đem liễn nó đi, đừng có nuôi nó. Mắc công dính dáng tới mụ yêu tinh đó. Bỏ nó đi. Chắc chắn là con chó này, chắc chắn là mắc lời nguyền của mụ yêu tinh. Mà ai mà nuôi nó cũng phải dính dấp tới mụ ta. Thôi được rồi, kẻo tay vết mạch rừng đó. Tội con bé gì đâu. Níu thảo lắm. Đúng rồi đó. Hai chị à, bộ có chuyện gì hay sao vậy? À không có cái gì đâu. Mà thôi cô Mai dẫn con chó đi chỗ khác đi, bà về còn lo cho bà nữa. Đi đi ha cô. Lấy ít trái cây về ăn nè. Dạ. Tôi để đây nha. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn cô nha. Em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Dạ. Nhìn mà tỏ cho cô ấy hả bà. Chuyện này đâu phải muốn nói gì nói. Cho tôi hỏi, đây có phải là nhà cô Mai không ạ? Mẹ đợi con chút nha. Dạ, chào em. Mai là em đây. Anh chị tìm em có chuyện gì ạ? À, xin mời anh chị ngồi. Nè, được. Ngồi đi mình. Mời ngồi. Dạ. Dạ, anh chị tìm em có chuyện gì ạ? Tôi nghe nói mẹ của cô bị bệnh nan y nên tất cả thầy thuốc đều chạy hết đúng không? Dạ em đã cố gắng hết sức rồi. Nghe ai chỉ ở đâu có thầy thuốc hay, em đều tìm tới tận nơi để cầu xin họ. Nhưng mà em có cảm giác ở ngoài chợ đang che giấu em cái chuyện gì đó. Không lẽ có liên quan đến bệnh tình của mẹ em sao? Cả làng này ai cũng đồn đoán về cái người có thể chữa được bá bệnh, nhưng mà không ai dám hé răng vì sợ xui rủi. Vợ chồng tôi đã từng trải qua cảnh khổ đó nên có thể hiểu được tâm trạng của em bây giờ. Họ không dám nói ra, không phải vì ghét bỏ gì em hết, chỉ vì họ thấy em còn quá nhỏ, chỉ sợ là nói ra lợi bất cập hại. Nói vậy là anh chị biết chuyện gì phải không? Nếu như anh chị biết chuyện gì á thì xin hãy nói cho em biết. Chỉ cần cứu được mẹ em, bất cứ giá nào em cũng chịu hết. Em chỉ có một mình mẹ em trên đời à. Em không thể nào mất mẹ em được. Em xin anh chị hãy giúp em nha anh chị. Nếu như em đã nói như vậy rồi thì chị sẽ kể câu chuyện của chị cho em nghe. Sau đó tùy em quyết định có nên đi gặp người đó hay không. Dạ. Chuyện là như vậy. Tôi xin bà, tôi lại bà, bà hãy cho tôi linh dược để tôi cứu chồng tôi đi mà.
Tôi lại bà, tôi xin bà mà. Linh dược của ta quý lắm, ta phải tốn biết bao nhiêu công sức mới bào chế ra nó, có đâu mà cho không ngươi được. Được, rồi tôi sẽ trả cho bà rất nhiều vàng, rất nhiều vàng bạc châu báu, bà muốn bao nhiêu cũng được hết. Ta không cần những thứ đó, vàng bạc đối với ta không có thiếu. Vậy tôi phải làm sao? Chồng tôi đang thập tử nhất sanh, xin bà hãy chỉ dạy. Chỉ cần cứu được chồng tôi, bà muốn cái gì cũng được. Thật vậy sao? Dạ. Cái gì cũng được đúng không? Dạ, bà muốn gì cũng được, bà muốn gì tôi cũng đồng ý hết. Thì ra chị phải trả công cho bà ấy bằng cả mái tóc của mình sao? Phải. Bà ấy có những đòi hỏi rất là kỳ quặc mà mình không thể nào lường trước được. Thật ra ở ngoài chợ ai cũng biết được người duy nhất có thể chữa được bạo bệnh cho mẹ của em, nhưng mà không ai dám nói cho em hết. Như là có một người trước chị đã phải trả cho bà ta bằng cả tài năng đánh đàn nữa đó. Thật là kỳ lạ. Nhưng mà những đòi hỏi đó cũng còn nằm trong khả năng của em. Có lẽ em sẽ tìm tới bà ấy để cầu cạnh bà ấy, xin bà ấy chữa bệnh cho mẹ em. Nếu mà bà ấy đòi tất cả những gì thuộc về em đều chấp nhận hết, miễn sao cứu được mẹ em thôi. Em phải cẩn thận nha, bà ta rất là quỷ quái mưu mô hiểm độc. Em phải suy nghĩ cho thấu đáo. Dạ, đúng rồi đó em. Bà ta sẽ bắt những người đến cầu xin làm một cái khế ước để trao đổi. Đó là khế ước của quỷ. Khế ước của quỷ? Nhưng mà em chẳng có gì ngoài tấm thân vô dụng này hết. Để cứu được mẹ em không có sợ gì hết. Vì đây là khả năng duy nhất em có thể làm được cho mẹ em. Bây giờ á, anh chị hãy làm ơn chỉ cho em đường tới nhà mụ ấy đi. Em xin anh chị mà. Nếu em đã nói như vậy thì chị sẽ chỉ cho em đường tới nhà của bà ấy. Dạ, dạ, em cảm ơn anh chị. Nhìn mẹ như vậy, con thực sự không cam lòng. Cho dù có đi vào nguy hiểm, con cũng sẽ không từ nan. Con nhất định phải cứu mẹ cho bằng được. Mẹ phải khỏe mạnh, cho dù con có bị gì, con cũng cam lòng. Không được,
Mình nhất định phải cứu mẹ. Ai đây? Tôi là May, người ở dưới làng á. Trẻ đẹp, vừa trẻ vừa đẹp. Được. Đẹp lắm. Xin bà thứ lỗi vì tôi đã đường đột tới ngay giờ ăn của bà. Có gì đâu mà ngươi nhìn ta lạ dữ vậy. Hôm nay á, ta chỉ ăn có một con gà thôi. Có hôm á, ta ăn hết cả một con bò lận. Nhưng mà ngươi đừng có sợ, ta không có ăn thịt ngươi đâu. Mà ngươi tới đây để làm gì? Tôi nghe đồn bà có thể chữa được bá bệnh đúng không? Không phải là đồn mà là thật. Vậy bà có thể chữa được bệnh cho mẹ tôi không? Sao lại không chứ? Bệnh nào ta cũng có thể chữa được. Nhưng mà mẹ của cô bị bệnh gì? Dạ, hiện nay mẹ tôi đang mê mệt vì đau đầu bộc phát, lại còn thêm căn bệnh đau chân quanh năm nữa. Vậy thì cô tìm đúng chỗ rồi. Nếu cô có được linh dược của ta đó, chỉ cần một liều thôi, thì mẹ cô sẽ qua khỏi. Cho dù là người gần chết cũng sẽ bật dậy mà đứng dậy đi bình thường. Huống chi chỉ là cơn đau chân và đau đầu của mẹ cô. Dạ thật vậy sao ạ? Vậy thì tôi mừng lắm. Vậy thì bà hãy cho tôi liều thuốc đó để tôi cứu chữa cho mẹ tôi nha. Nhưng mà ngươi sẽ trả công của ta cái gì? Dạ tôi không có gì quý giá hết á. Mà bà muốn gì? Cô tên là May đúng không? Cái tên đẹp lắm, ta rất thích cái tên đó. Ta muốn được làm May. Ta muốn được mọi người kêu ta là May. Mọi người cứ gọi ta mụ này mụ nọ, ta ghét lắm luôn đó. Lúc thì con quỷ, lúc thì mụ yêu tinh, ta ghét lắm. Vậy ý ba là gì? Thì đó, ta nói rồi, ta thích tên May của ngươi. Ta muốn được làm May. Ta xin ngươi đó, cho ta tên May đi. Rồi ta sẽ cho ngươi thuốc thần để cứu mạng mẹ cô. Bà chỉ có yêu cầu là được mang tên tôi thôi, phải không? Phải đó. Nếu như ta có tên của cô đó,
thiện cô sẽ có được lọ thuốc thần này. Sao? Cô nghĩ kỹ chưa? Khoan đã. Nếu như cô đồng ý thì cô cũng phải điểm chỉ vào đây. Trong đó ta ghi rất là rõ ràng. Nếu ta chữa dứt bệnh cho mẹ của cô thì ta sẽ là cô May, cho người khỏi nghĩ là ta đánh lừa. Vậy thì ta sẽ đưa cho cô lọ thuốc mang về cứu mẹ cô trước. Khi nào mẹ của cô hết bệnh thì lập tức điều khoản có ghi trong tờ kế ước này sẽ có hiệu lực ngay. Và ta, lúc đó ta sẽ mang tên May. Đơn giản vậy thôi. Cô có hiểu chưa? Nhưng mà ta cũng báo cho cô biết, nếu cô làm sai trong tờ kế ước này thì cô mà cả ta cũng sẽ bị trừng phạt hồn phi phách tán. Lời đồn bà ta có tính khí kỳ quặc, quả là chẳng sai. Nhưng mà sao mụ ta chỉ yêu cầu lấy tên của mình và lại còn đưa thuốc cho mình đem về chữa bệnh cho mẹ trước nữa? Như vậy thì gạt mình cái gì chứ? Nhưng sao lại có chuyện dễ dàng như vậy? Sao? Cô suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như cô còn chần chờ, ta sẽ xé bỏ tờ thế ước này. Được, tôi đồng ý mà. Nếu như cô đồng ý thì cô hãy điểm chỉ vào tờ kế ước này đi. Đây, cô hãy cầm về cứu mẹ cô đi. Ngươi hãy quên cái tên May của ngươi đi. Từ đây cái tên May sẽ là thuộc về ta rồi. Không. Không. Mẹ ơi, mẹ, con đã tìm được thần dược về cứu mẹ đây. Mẹ, mẹ. Để con xuống bếp, con nấu cháo cho mẹ. Để mẹ tỉnh lại mẹ ăn nha. Hình như mình vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, không thấy mệt nhọc gì hết. Có phải là uống thuốc của May không? May đâu rồi ta? May ơi, mẹ tỉnh rồi nè con. Mẹ, mẹ tỉnh rồi, con mừng lắm. May ơi, mẹ. May ơi, May. Thuốc thiệt là hay vậy đó. Mẹ à, May đâu rồi ta? Rõ ràng trong lúc mê man á, mình vẫn còn nghe tiếng của con gái. Chính nó đã nâng đầu mình lên để cho mình uống thuốc. Mình còn nghe nói thần dược gì đó mà. Sao nó đâu rồi? May ơi, mẹ khỏe rồi.
Con đâu rồi con? Con nè mẹ, con đang đứng trước mặt mẹ nè. Mẹ con đứng đây. Mày ơi. Mẹ ơi. Mẹ khỏe rồi. Con đâu rồi con? Mẹ ơi. Mẹ. Con ở đây mà mẹ. Chị thấy em không chị? Chị, em là May nè. Chị ơi, chị không có thấy em hả? Chú ơi, chú có nhìn thấy con không chú? Chú, sao không ai nhìn thấy mình hết vậy? Chú ơi, con là May nè. Chú ơi, con nè, chú ơi chú. Trời ơi, tại sao May thấy tôi hết vậy? Trời ơi. Đúng rồi, bà ta đã gạt mình. Hai vợ chồng đó đã khuyên can mình, vậy mà mình đâu có tin. Bà ta không những lấy cái tên của mình, mà bây giờ bà ta còn biến mình thành tàn hình nữa. Bây giờ không ai thấy mình hết. Trưởng làng ơi, Trưởng làng ơi, cưới con. Con đã bị mụ yêu tinh lừa gạt rồi. Bà ấy lấy mất hình hài của con, mà bây giờ bà ấy còn kiếm luôn cả mẹ của con nữa. Con chó. Con chó này hình như là của mẹ con của cô May mà. Sao lại nó lại tới đây? Dạ, dạ đúng rồi, nó đi theo con đó ông. Ông ơi, Trưởng làng, ông không thấy con hả? Trời ơi, tại con ngu ngốc nên bây giờ phải rước họa vào thân. Con đã bất cẩn để người khác lừa gạt. Mẹ con thì đã khỏe rồi, nhưng mà bây giờ mẹ không có nhìn thấy con. Con không có được gần mẹ. Chết rồi. Bây giờ mụ yêu tinh, mụ đã giả con để ở bên cạnh mẹ con. Không biết mụ ấy có làm gì mẹ con không. Sao lại có một cơn gió lạnh đi qua như vậy? Mẹ Mai thiệt là khéo tay đó. Con này nịnh mẹ à? Con nói thiệt mà. Đẹp lắm á. Hôm nay á mẹ ăn cái gì? Để lát nữa con ra ngoài chợ con mua thiệt nhiều đồ ăn về mẹ con mình ăn. Mẹ đâu có ăn bao nhiêu đâu con. Con thích cái gì thì cứ mua cái đó nha. Dạ. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại giống hệt ta? Tại sao ngươi lại gọi mẹ ta bằng mẹ? Mẹ à, con mới là May, con của mẹ nè mẹ. Con đang đứng trước mặt mẹ nè. Mẹ có nhìn thấy con không mẹ? Mẹ à, mẹ nhìn con đi mẹ. Con là May nè mẹ. Mẹ à, thôi để con ra sau nhà hái rau nấu cơm cho mẹ ăn nha. Đứng lại. Cô kia, cô đứng lại. Mày đúng là con bé ngu ngốc. Khế ước đã ghi rành rành, khi nào mẹ của mày khỏi bệnh thì tao sẽ làm mày. Mày hiểu chưa? Bà, bây giờ tao đã làm May rồi đó. Nhà này là của tao, bà mẹ trong kia cũng là của tao. Còn mày, mày mau biến khỏi nơi đây đi. Bà, con chó khốn khiếp kìa, tao đã ném mày rồi mà mày vẫn còn chưa chết sao? Thì ra là bà, thì ra bà đã giả mạo tôi. Nhưng mà khế ước đó, bà chỉ xin tôi cái tên thôi mà, chứ tôi đâu có giao ước là tôi sẽ tàn hình để cho bà thay thế tôi.
đó là do ngươi nghĩ thôi. Chứ cái tên á thì ai muốn mà chả có. Có gì quý báu đâu mà ta phải lập khế ước để đổi với ngươi. Ngươi đã ký và ngươi cũng không còn cách để quay lại đâu. Bà đã lừa tôi. Bà đã lừa tôi sao? Mụ yêu tinh, hãy trả thân phận lại cho ta. Trả thân phận lại cho ta, mụ yêu tinh. Đừng hòng. Bà đã lừa tôi. Bà, mụ yêu tinh. Mẹ, Mụ Y Tinh, tại sao ngươi làm như vậy? Mẹ, mẹ, con xin lỗi vì con không thể nào chăm sóc được cho mẹ. May nè, sao dạo này mẹ thấy con khác trước vậy? Những món ngày trước con thích, bây giờ con đều chê hết. Chắc là tại vì bây giờ con thấy thích mấy món này. Chắc là hồi đó con không ăn nên con thèm đó mẹ. Không sao đâu, ăn ăn tiếp đi mẹ, ăn đi, ăn đi. Mụ yêu tinh, ngươi đừng có quá đáng. Thiệt là tội nghiệp cho con quá. Chắc là thời gian mẹ nằm liệt giường, con ăn uống thất thường, kham khổ, cho nên thói quen của con bây giờ cũng thay đổi. Là đúng rồi đó mẹ. Ăn đi, ăn đi mẹ. May nè, sao dạo này mẹ thấy con khác trước vậy? Những món ngày trước con thích, bây giờ con đều chê hết. Chắc là tại vì bây giờ con thấy thích mấy món này. Chắc là hồi đó con không ăn nên con thèm đó mẹ. Không sao đâu, ăn ăn tiếp đi mẹ, ăn đi, ăn đi. Mụ yêu tinh, ngươi đừng có quá đáng. Thiệt là tội nghiệp cho con quá. Chắc là thời gian mẹ nằm liệt giường, con ăn uống thất thường, kham khổ, cho nên thói quen của con bây giờ cũng thay đổi. Là đúng rồi đó mẹ. Ăn đi, ăn đi mẹ. Mày, nè mua mày, trái cây đi. Mua bánh đi, mua ít bánh đi em. Ủa, sao vậy? Trời, nhỏ này kỳ vậy trời. Ủa nè. Ủa, hả? Phải bé mày như vậy trời? Thì con may chứ ai nữa. Mà sao hôm nay nó làm sao vậy? Nó gặp mình nó cũng không chào nữa. Không phải em, không phải em chị ơi. Chị Son, chị Đỗ, không phải em đâu. Ê, 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 bà nhìn kìa, nó vô hàng người ta. Có mua hay không mà lục lung tung lên vậy? Nay nó làm sao á ha? Tôi thấy nó lạ lạ á bà. Thấy nó lạ lắm nha bà. Coi kìa, nó còn liếc thấy lẳng lơ với đàn ông nữa kìa. Không ra làm sao hết. Chị Son ơi, chị Đỗ ơi, không phải em đâu. Chị, em không bao giờ làm như vậy hết. Chết cha, hình như là mình có sơ hở. Không được, mình phải dùng phép thuật để định hình lại coi biết ai là ai. Chị Son, chị bán được không chị? Chị Son, chị Đỗ, hai người bán được không? Thì bán cũng được. Em xin lỗi nghe, hồi nãy á em đi ngang mà quên chào hai chị. Tại vì mẹ em á mới vừa hết bệnh. Em vui quá cho nên là em quên để ý mọi người luôn. Thôi bây giờ em mua hàng nha. Mua giùm tôi đi.
đâu nghe. Dạ biết rồi. Lấy cái này nghe. Bánh này ngon nè. Rồi hết bánh của chị 5 đồng. Biết rồi. Trời ơi, nhà nó có hai mẹ con à, mà sao hôm nay mua dữ vậy ta? Chắc là má nó mới hết bệnh, ăn khỏe cho nên mới mua nhiều vậy á. Ờ đúng không bà? Phải không? Ừ. Thì mình cũng bán được mà, kệ đi. Nhờ nó mà mình bán về sớm, kệ nó đi bà ha. Ờ lo bán đi. Chị Son, chị Đỗ, đừng có lấy nha. Đó không phải là tiền đâu, đó là sỏi đó. Hôm nay tranh thủ bán hết về sớm. Đúng rồi ha. Mẹ hết bánh thì được. Em gửi tiền chị nè, 8 đồng phải không? Tiền kìa. Đủ ha. Đủ ha. Rồi cảm ơn ha. Trời, mọi người ơi, yêu tinh ăn lừa mọi người đó. Sao mày cứ đi theo tao hoài vậy hả con bé ngu ngốc? Mà đã lừa dối tôi, mà là đồ thâm hiểm xảo trá. Bà hãy trả lại thân phận cho tôi đi. Nhưng ta đã nói với ngươi rồi, kẻ nào vi phạm khế ước thì sẽ bị hồn bay phách tán, thì làm sao ta dám lừa được. Còn nữa, ta trong hình hài trẻ trung xinh đẹp như vậy là ta đang thực hiện khế ước rồi đó. Ngươi á, đừng có hòng thay đổi. Tôi không tin bà nữa. Tôi muốn coi lại tờ khế ước một lần nữa. Ừ, được thôi. Nè, đọc đi. Trời, con chó khốn khiếp, ngươi dám hủy hoại tờ khế ước của ta, biến đi. Không, 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 ông của chị, ông của chị. Tại sao bông tan biến đâu mất rồi? Bà đã làm gì bông của ta? Hãy trả lại bông cho ta. Đó là con chó ngu ngốc. Nó thừa biết kẻ nào hủy hoại khế ước cũng sẽ bị tan biến, mà nó dám thi gan với ta. Bà, ta sẽ cho nó tan biến mãi mãi. Người sẽ không bao giờ gặp lại nó đâu. Bà, bông ơi, bông à, bông, bông ơi, bông. Bà thật là độc ác mà. Trời ơi, bông ơi, bông ơi, bông bị huyết của chị. Bông ơi, bông. Nếu đúng như lời bà ta nói thì em đã hy sinh vì chị sao? Em đã tan biến mất là vì chị sao? Bông ơi, bông ơi. Tại sao ta có lại hình hài rồi? Ê! Ta đã cầm được rồi. Ta cầm được rồi. Vậy là tôi đã hiện được nguyên hình. Trời, tôi đã hiện được nguyên hình rồi. Tôi sẽ về gặp mẹ tôi. Ngươi đứng lại. Ngươi muốn về gặp mẹ ngươi sao? Tuy ngươi đã có lại được hình hài, nhưng ta vẫn còn đây. Ta chưa tan biến hẳn. Ngươi về nhận mẹ kiểu gì? Bà ta tin ta hay là tin ngươi? Hả? Ngươi hãy trả lại mẹ cho ta. Ngươi là đồ giả mạo. Ngươi hãy cút về rừng của ngươi đi. Tại sao ta phải đi? Ta ở với mẹ của ta rất là sung sướng. Ta luôn được ăn ngon, được chăm sóc từng miếng ăn tới giấc ngủ, được sống với một cơ thể xinh đẹp này. Ta ngu gì ta phải trở về rừng chứ? Bà, ta thích được trẻ đẹp, ta thích được làm người. Còn ngươi, ngươi hãy đi đi. Sẽ không ai nhận lại ngươi đâu. Không, tôi van xin bà hãy tha cho mẹ con tôi. Tôi có thể làm tồi tớ,
đi hầu hạ bà mà. Tôi xin bà đừng có giả danh tôi nữa. Ai cũng có cuộc sống và phải có trách nhiệm với chính bản thân mình mà. À, nếu vậy thì chúng ta lập một khế ước mới đi. Lại là một khế ước của quỷ? Không, tôi sợ mấy khế ước đó lắm rồi. Người ngu quá à. Khế ước là cái trói buộc, quỷ thần gì cũng phải tuân theo. Vậy thì bà nói thử xem. Giờ giữa hai ta rõ ràng chỉ nên tồn tại một mây mà thôi. Dù khế ước cũ đã bị quỷ rồi, nhưng ta vẫn còn hiện hữu ở đây. Bây giờ chúng ta lập khế ước mới, ai thắng thì sẽ ở lại, còn ai thua thì sẽ phải tan thành mây khói. Hả? Nếu nói như bà thì tôi không thể không đồng ý. Nếu vậy tôi sẽ một mất một còn với kẻ giả mạo này. Đúng vậy, người cứ luôn miệng nói ta là đồ giả mạo, nhưng biết đâu ta còn thiệt hơn cả ngươi. Ngươi không thấy mẹ của ngươi yêu thương ta tới mức nào sao? Bà ấy hết lòng chăm sóc ta chu đáo, bởi vì bà ấy nghĩ ta mới là con ruột. Đó là gì? Vì ta chưa xuất hiện thôi. Ngươi có xuất hiện đi chăng nữa thì cũng chưa chắc mẹ ngươi đã nhận ra ngươi, bởi vì ta còn thiệt hơn cả ngươi mà. Bà nói như vậy mà bà không biết xấu hổ sao? Mẹ con máu mủ ruột rạ, đến hơi thở còn nhận ra nhau, làm sao mà mẹ ta không nhận ra ta là con ruột của mẹ chứ? Ngươi đã tự tin như vậy sao? Còn bà có chắc là mẹ ta không nhận ra bà là đồ giả dối không? Như vậy bây giờ tôi và bà quyết định trở về nhà gặp mẹ tôi, để mẹ tôi phân xử. Hễ ai mà được mẹ nhận là con thì người đó sẽ còn nguyên vẹn mãi mãi. Còn nếu như ai mà bị phát hiện ra là kẻ giả mạo thì sẽ bị tan biến thành mây khói, không được trở lại nơi này nữa. Được, nếu ngươi đã tự tin như vậy thì ta và ngươi sẽ cùng về nhà gặp mẹ. Hả? Xem nè, như vậy là sao hả? Con gái của dì á là một đứa ngoan hiền, thùy mỹ, từ làng trên xóm dưới ai cũng biết điều đó hết. Nhưng mà ngày hôm nay nó dám tráo sỏi thành tiền để trả cho con. Cả chợ là ai cũng biết hết, rõ ràng là như vậy. Mọi người ai cũng chứng kiến hết, chỉ có nó là người đưa tiền cho con thôi. Tôi cũng là nạn nhân nè, đúng y như vậy. Tụi tôi không hề nói thêm nói bớt chút nào hết á. Đúng rồi. Tôi cũng thấy làm lạ. Sáng nay nó xách giỏ đi chợ sớm lắm, nhưng mà sao nó không mang theo tiền bạc gì hết trơn á. À, tôi hiểu rồi. Hay là nó tính ghẹo các cô đó. Thôi được rồi, hết bao nhiêu tiền tôi trả lại cho các cô. Phải không dạ? Ghẹo kiểu này á là dễ bị ăn đòn lắm đó. Mà thôi, dì đã nói như vậy á, bây giờ á dì trả tiền cho tụi con là được rồi. Của con á là 3 đồng, của bả là 5 đồng. Cái gì? Tới 8 đồng lần hả? Ủa dì không thấy sao? Nó ra ngoài chợ á, nó thấy cái gì nó cũng bốc, cũng hốt hết. Nó hốt từ đầu chợ tới cuối chợ, nó đâu có chừa một cái gì của ai đâu. Đã vậy á hả, nó còn thấy đàn ông nó cười cợt đông đưa. Tôi không ngờ á hả, con may nhà gì nó lại như vậy luôn á. Mẹ à, mẹ, con không có làm những chuyện đó đâu. Con không bao giờ làm chuyện đó hết. Mẹ. Hả? Con mới là con của mẹ nè. Con nhỏ đó không phải đâu. Cái gì vậy? Trời ơi. Tại sao lại có hai mây giống y hệt nhau vậy? Ủa, cái gì vậy nè? Sao lại có hai con mây y hệt nhau vậy? Con đây, mây chính là con nè. Tôi thấy ớn quá à. Trời đất ơi, nhìn hai đứa, đứa nào là con ruột của tôi vậy? Mẹ à, con mới là con ruột của mẹ nè. Mẹ à, con mới là con của mẹ nè.
Mẹ đừng có nghe lời nó. Nó là may giả đó. Nó là giả mạo đó. Con mới là con thiệt của mẹ nè. Còn nó là mụ yêu tinh giả dạng con đó mẹ. Mẹ, con mới là con thiệt của mẹ nè. Còn nó mới là yêu tinh đó. Nè, ngươi không có được giả mạo ta. Trả mẹ lại cho ta. Bà. Mẹ, mẹ, con mới là con của mẹ nè. Mẹ đừng có nghe nó. Mẹ, đó là mụ yêu tinh đó. Đó là giả mạo đó. Mẹ, mẹ đừng có tin nó. Con mới là con của mẹ nè. Hai chị à, hai chị tin em đi. Em mới là may thiệt nè. Không phải đâu. Nó là yêu tinh giả dạng đó. Trời đất ơi. Tóm lại tôi chỉ có một đứa con gái tên là May. Hồi nãy giờ đứa nào cũng nói là bị mụ yêu tinh giả mạo hết trơn á. Vậy đứa nào là con thiệt của tôi chứ? Mẹ, mẹ chỉ cần nhận ra con thì mụ yêu tinh sẽ bị tan biến ngay lập tức. Mẹ, mẹ mà không nhận ra con á, con sẽ tự sát trước mặt mẹ đó. Tối vậy á, cái đứa mà lừa tụi mình ở ngoài chợ á, chắc chắn là mụ yêu tinh giả mạo rồi. Đúng là mụ ta mới lẳng lơ vũ trai. Ừ. Chứ còn May đời nào mà làm chuyện như vậy. Đúng rồi. Phải rồi, con May của tôi nó ngoan hiền thật thà. Thiệt là oan ức cho nó quá mà. Nhưng bây giờ á, thì làm sao mà phân biệt đứa nào là con gái của tôi chứ? Hai người có cách nào không giúp cho tôi với? Thiệt là rối trí quá. Nhìn bề ngoài á, không thể nào phân biệt được đứa nào thiệt hay đứa nào giả. Bà là mẹ đẻ của nó còn không nhận ra thì làm sao tụi tôi nhận ra được? Bây giờ phải làm sao ta? À, đúng rồi. Bây giờ á, hay là mình đưa cả hai đứa ra ngoài đình làng để nhờ mấy ông xét xử giùm. Vô ích thôi bà ơi, mấy ổng cũng sẽ rối như mình vậy hả? Tôi đã có cách phân biệt đâu là con gái ruột của tôi rồi. Cách nào vậy bà? Tuy hai đứa giống nhau như giọt nước không thể phân biệt được, nhưng mà linh cảm của một người mẹ. Người mẹ đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày để sinh ra con của mình, rồi bị 8 năm nuôi dưỡng để cho con mình khôn lớn lên dốc lên hình. Một thứ tình cảm thiêng liêng lắm mà không thể nào giả mạo được. Đó là sự cảm nhận từ trái tim của người mẹ dành cho con gái mình. Mẹ ơi, mẹ hãy nhận ra con nha mẹ. Con là con ruột của mẹ đấy. Mẹ cảm nhận được mà. Đúng không mẹ? Mẹ, con mới là con thiệt của mẹ nè mẹ. Mẹ cảm nhận được tình cảm của con dành cho mẹ không mẹ? Con là con ruột của mẹ nè mẹ. Mẹ, mẹ, con thương mẹ lắm mẹ. Mẹ, 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 mẹ ơi, mẹ. Con nhỏ này mới là con ruột của tôi nè hai cô. Mẹ, hay quá. Còn mày, mày là ai vậy? Tại sao mày giả mạo con tao để mày hại con tao vậy? Ngươi mẹ. Mẹ, con mừng quá, mừng quá bà ơi. Mừng quá. Con bông của con kìa. Mẹ, con vui lắm. Con chơi bó. Đó, con chơi em.
Cho anh giao không? Cho anh giao không? Ủa, cái đồ chơi này của đứa nào vậy? Của con không? Của con. Cái con nói của con này giật lại vậy? Của anh mà. Em thấy trước mà. Thấy gì mà thấy, nhưng cái này là của anh mà. Nhưng em lấy rồi, đó là của em. Anh mét ông ngoại cho coi. Ông ngoại, ông ngoại. Cái gì vậy? À, anh Thắng mới tới hả? Ừ. Ông ngoại anh Thắng vô uống nước. À, phải à. Uống nước để nó nói gì nó đe. Khỏe không anh? Dạ, khỏe. Mời anh Thắng uống nước. Dạ, dạ, dạ. Đó, anh thấy không? Ừ. Có cái đồ chơi của mẹ mà bỏ nằm lăn lông đốc trong số nhà. Ừ. Không đứa nào ngó ngàng tới. Hôm qua tôi quét nhà, nó lòi ra một cái, tụi nó giành nhau. Ừ. Thôi, nhường cho em đi Bảo. Ừ. Nhưng cái này là của con, vì con lụm trước mà. Bây giờ là của con. Ừ. Ông ngoại biết rồi, thôi cho nó đi. Ừ. Bảo, nhường cho em đi con. Hôm qua đây là ông dẫn tụi con đi chơi mà. Con có đồ chơi rồi khỏi đi nha. Cái đi với ông ta mà. Có đồ chơi mà còn đồ đi chơi nữa. Tôi thấy mấy đứa kia nó đi hết rồi, thành ra tôi qua đây tôi rủ hai đứa này đi chơi với tôi. Có rủ tôi không? Ông già rồi, tôi đi chơi với ông không hạp bằng mấy đứa nhỏ đâu. Tôi nói vậy thôi chứ anh ngồi đi uống nước chơi. Dạ. Với hai đứa nhỏ. Tôi ra sau giường làm công chuyện. Ông Tám. Ừ? Mình đi vô chuyện cô Tích hả? Trùng hợp ghê nha. Sẵn hai đứa dành nhau cái trò chơi, vô cái chuyện cô Tích này hạp lắm. Đi. Nghe không con? Qua đi con. Bảo đi. Vô cái cổ Tích rồi. Ủa mà sao không thấy thằng Bo với thằng Bảo đâu rồi? Hết rồi. Có ngộ đó. Mình đến 1, 2, 3 với nó, tự nhiên nó biến mất cái quần có mình đây à. Thôi chết rồi. Nó kẹt ở hiện tại rồi. Bây giờ cái chuyện này sao rồi tôi quên rồi ta. À, đúng rồi, bây giờ mình phải đi tìm cái thằng cầu cá. Nói đâu? Ô, nó kìa, cầu cá kìa. Trời đất ơi, hồi nào giờ mới thấy một người kỳ cục kìa nha. Câu cá hả? Câu cá mà không có cầm cái cần câu nữa. Mà cái sợi dây của ông cũng không có mồi luôn. Con cá cắn câu không giật lên luôn. Lạ nha. Câu kiểu này lâu quá làm sao mà trở về hiện thực được nữa à. Chú hai. Dạ. Giật cái cần câu lên, con cá nó cắn ngồi kìa. Giật lên dây. Ừ. Giật lên đừng có cá. Thôi khỏi đi. Có cá mất công gỡ ra rồi phải đem nó về rồi bỏ vô nồi mệt lắm. Làm biến sao mà làm biến quá trời quá đất gì không biết nữa. Câu cá vậy đâu có cá. Đấy đó. Thôi để tôi giật cho. Chú. Ừ? Chú lấy cái tay ra để tôi giật cho. Nó cắn câu kìa, nó cắn câu kìa. Nghe không? Kể đi. À. Có con rùa vàng. Trời trời. Ừ? Tự nhiên câu cá không dính cá dính rùa vàng chứ vậy. Chú không biết cái số trời cho chú đó. Cho vậy? Đây là trời thương chú. Chú mà được con rùa vàng này nè, chú sẽ hưởng vinh hoa phú quý sung sướng suốt đời luôn. Trời đất ơi, con nghèo thấy bà luôn. Cơm có ăn, ở vinh hoa phú quý đâu có. Tại vì chú nghèo thành ra trời thương mới ban cho chú con rùa vàng này nè. Từ bây giờ cho tới gì sao, chú có con rùa vàng này, chú sẽ hưởng vinh hoa phú quý. Có rùa vàng vinh hoa phú quý hả? Chứ sao? Thôi, cho ông rùa luôn á, không có đâu. Sao cho tôi?
Cái này đâu phải của tôi đâu, cái này là số trời cho cậu mà. Ông ơi. Dạ. Ông có thiệt không? Sao không thiệt? Thiệt không? Ừ, thiệt. Mừng nha. Con giàu dạng phú quý khỏi chi trong luôn không? Ủa ông kia tôi gì? Nhưng mà ông yên tâm đi, con mà giàu sao phú quý á, con không quên ơn ông đâu. Vui ha. Tôi giàu rồi, tôi giàu rồi, tôi giàu rồi. Gì nữa? Ông làm ơn á, ông đừng cho ai biết con có con rùa này nha. Biết một cái là người ta bắt con kêu bằng bóng tiền con á. Đó, ông nhớ nha, đừng tính nha. Có gì con vinh quá phú quý, con không quên ông đâu. Dạ, con cảm ơn ông chứ. Tôi giàu rồi, tôi giàu rồi, tôi giàu. Cẩn thận gì là tốt, thấy không? Kêu mình hứa đừng có nói với ai. Chuyện chuyện đó hơi khó nè. Mình biết cái chuyện này mình không nói với ai, mình không nói với ai làm sao mình hết cái tuần này mình về hiện thực được hết trời. Phải đi nói chứ, nói người này người kia mình mới trở về hiện thực được, nó mới hết cái tuần được. Sao đồng ý không? Tôi thấy cậu á là hiền từ mà dễ thương, nên tôi gả con gái của tôi cho cậu. Chứ biết bao nhiêu mối lai đến đây hả, gian sinh mà tôi đâu còn gả. Ôi dạ mà nhưng nhẫn nhị cái gì nữa mà nhẫn nhị, cưới vợ phải cưới liền tay chứ, để lâu ngày thiên hạ họ dèm pha. Con muốn xin phép ông bà cho con gặp tiểu thư được không ạ? Muốn xem dung nhan tiểu thư à? Ngồi để đi, để ông vô lấy cái bức họa chân dung cho con xem nha. Thôi 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 thôi. Trời ơi, đi lấy tranh chi cho khỏi mất công. Nè, khỏi hình dung vậy đó. Nè, dòm nhan sắc của bà nè. Bà đẹp làm sao? Con gái bà đẹp y chang như vậy luôn đó. Sĩ, thấy không? Sĩ, sĩ, bà nói gì nó bỏ nó chạy mất mạng bây giờ. Sao? Cái nhan sắc y như gì, đẹp gì mà trừ đi 20 năm. Đúng rồi, nó ý nó trẻ đẹp hơn bà nhiều, trẻ đẹp lắm. Trẻ dữ lắm. Mà không có cái mục dùi này. Bà nói già nó trắng mịn gì đó. Còn nữa, tóc nó dài mượt mà thướt tha như dòng suối, mắt nó long lanh chớp chớp. Còn nữa, điều quan trọng cái miệng nó cười chúm chím như nè, mỗi lần nó cười bảo đảm còn ngất ngay luôn. Có gấp quá không ông bà? Gấp cái gì mà gấp, trời ơi, bao nhiêu người đã lại hỏi cưới mà ông bà đã có gả đâu. Bây giờ xính lễ mà cứu con gái ông bà, miệng con đùa rồi, đúng rồi, con đùa vàng, con buồn của vàng là gả liền hả? Đúng không? Con rùa đúng không? Sao ông bà biết con có con rùa vàng? Nghe đồn. Nghe đồn. Nhưng mà biết không? Rất nhiều người vô đây năn nỉ lại lục để cưới bằng bà không chịu. Ta nói xính lễ quá trời mà không cái gì bằng con rùa vàng hết trơn. Đúng rồi. Có rùa vàng là đem vợ về liền. Đúng rồi, con có không? Dạ, thú thật với ông bà là dạ con có con rùa vàng ạ. Hay chứ có kìa. Dạ, dạ, dạ đây ạ. À vậy hả? Dạ. Dạ. Con rùa vàng này á, con nghe ông Tiên ông nói lại là ai mà có con rùa vàng ở trong tay á là được thăng quan tiến chức, là giàu sang phú quý luôn á ông bà. Biết rồi. Biết rồi. Chẳng lẽ tôi sắp làm quen hả bà? Nhưng mà biết sao không? Cái điều quan trọng hơn á, con mà cưới được con gái của ông bà, con sẽ thăng quan tiến chức, con giàu sang nhiều hơn nữa. Con sung sướng rồi. Đúng rồi. Lớp vô đây là sung sướng rồi. Vậy con phước lắm hả ông bà? Ủa, mai mình đám cưới hả? Đúng. Không. Gì vậy? Chiều nay cưới liền chứ. Thì sao vợ có mệt không chứ? Anh mệt quá trời quá đất luôn. Hôm nay cha đãi từ làng trên tới xóm dưới họ ép anh quá trời luôn. Mà nhất là cái đám thanh niên á, vợ biết không? Tất cả tụi nó nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ luôn vợ. Nó nói là anh có phước, anh có vợ giàu. Vợ giàu thì đúng rồi, còn vợ đẹp thì anh chưa có được gặp. Vợ ơi, hôm nay mình động phòng nha.
Em mắc cỡ quá à. Dạ. Dạ. Giờ quay qua cái coi. Ôi trời ơi, quay qua mà cũng thấy thương quá. Cho anh coi mặt vợ nha. Anh coi mặt vợ nha. Chờ ngước lên coi. Ủa gì kìa? Chồng ơi chồng, sao tự nhiên xỉu vậy chồng? Sao xỉu vậy? Vậy anh ơi, sao vậy? Viết cái gì không hiểu hết trơn trời à. Cáo trạng viết mà tao đọc từ nãy giờ không hiểu hết trơn á. Ngươi khai từ đầu cho tao nghe. Dạ, bẩm quan chuyện là vậy. Vợ chồng ông Bá Hộ có đồng ý gả con gái làm vợ cho con. Nhưng mà bây giờ con muốn từ hôn, trả con gái về cho ông với bà. Dạ bẩm quan, dạ bẩm quan, không được quan à. Dạ. Nó tự nhiên à, nó cưới con gái con xong cái gì nó trả lại, con biết gả cho ai. Dạ bẩm quan. Mà bẩm quan tự nhiên nó động phòng rồi, giờ trả lại con gái con mang tiếng có một đời chồng sao quan? Không được. Đúng con rồi. Không có chịu. Rồi, không rồi. Được. Tại sao vậy? Nè nghe ta trật tự. Người đã cưới con gái người ta, người ta đồng ý gả rồi. Bây giờ tại sao, lý do gì mà người trả con gái lại cho người ta là sao? Dạ bẩm quan, tại vì vợ chồng ông Bá Hộ nói sai sự thật. Sai sự thật hồi nào? Dạ bẩm quan. Giờ quan hỏi nhớ dùng rồi đi. Hai vợ chồng có một đứa con gái thôi. Dạ. Thì con đem đứa con gái con, thì con gả cho nó. Con có con gả đó mà không đúng sự thật là sao? Dạ. Dạ quá sai sự thật đứa quan. Sai sự thật sao? Dạ. Trước khi cưới, vợ chồng ông Bá Hộ diễn tả là con gái của ông Bá Hộ rất đẹp, rất trẻ, rất xinh, rất thùy mị, trắng da dài tóc. Nhưng mà sự thật không phải vậy quan ơi. Trời, quan biết không, cái đêm đông hồng cô gặp nàng cô muốn xỉu luôn. Có xỉu không? Dạ có xỉu ba lần luôn. Dạ bẩm quan, nó vũ khóc nữa quan. Quan nghĩ sao mà con nhìn mặt đi, đẹp quá trời luôn. Dạ. Mà sao con gái xấu vậy? Dạ dạ, này quan coi này, quan nhìn nhan sắc của con này ha. Quan tưởng tượng ra con gái con xinh đẹp, nết na, ăn hoa thùy hường, miệt nhẹn gì đó. Đó, vậy mà nó nói sai sự thật, nó vu khống đó quan. Nó vu khống đó quan. Dạ không đúng sự thật thưa quan. Đúng mà. Đúng. Tôi nói đúng. Ông đúng. Con gái đúng. Đẹp. Ông nói đúng. Đúng. Sai sự thật. Đúng. Sai á. Sai á. Sai. 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 Chồng tôi sai. Từ từ. Dạ. Làm sao tôi biết ai sai ai đúng? Bây giờ phải có nhân chứng vật chứng này mới được. Có đem con gái người theo không? Dạ có. Đưa cho đây ta xem. Dạ. Con gái yêu. Con gái quý. Dạ. Ủa, giọng ngọt như dạ. Tao. Có quan nghe không? Ồ, dáng đi liễu yếu đào tơ. Người con mắt người có đã bị hư rồi đúng không? Đây không phải quan, nhưng mà sự thật không phải vậy. Người đẹp bao giờ cũng có một giọng nói đẹp. Không phải. Nghe giọng nói ta biết được người. Con mắt con bảo đảm. Thế vậy không phải vậy. Không tin, quan kêu nàng hạ màn xuống đi quan. Kéo màn xuống ta coi. Quan quan sao vậy quan? Sao vậy quan? Sao quan? Sao quan? Đưa vô. Vô con đóng màn lại. Lùi vô. Dạ. Lùi. Đóng màn lại. Dạ con nói đúng sự thật phải không quan? Nó nói láo quá ha. Bây giờ. Dạ bẩm quan, bây giờ. Bây giờ con muốn trả con gái cho ông với bà và con muốn đòi lại vật đính hôn. Hả? Đó là con rùa vàng. Ơ, nghĩ sao trả con rùa vàng? Con rùa vàng phải giữ chứ bà. Không được. Cái vật đính hôn này á, bây giờ á, tụi con không có trả lại đâu. À, tụi con, quan chồng con đi con. Đúng rồi, theo chồng con đi con. Đúng nhưng rồi mà đó. Ông bà không có nói sự thật. Trời ơi. Trời ơi. Điện coi các bà. Điện đôi dễ sợ quan thấy không? Nàng về bên kia đi. Ở về bên kia đi. Đi đi. Đừng có chạy qua chạy lại nữa. Dạ. Được rồi, hết sức trật tự. Cứ bây giờ cứ trả được rồi, cứ chạy đi, đòi cái gì nữa. Đúng rồi. Anh đi vậy kia liền đi. Dạ không, nhưng mà con muốn đầu lại vật đính hôn là con rùa vàng. Con rùa vàng đáng gì mà mày tiếc, mày chạy giùm tao đi. Đúng rồi. Để tao còn chạy nữa. Dạ không có quan. Con rùa vàng này, trời ơi, nó linh thiêng lắm quan ơi. Con rùa vàng sao? Dạ bẩm quan, chuyện là vậy. Ông bụt á, ông hiện xuống, ông cho con rùa vàng. Ông nói là ai mà có con rùa vàng á là được thăng quan tiến chức giàu sang phú quý. Con rùa đâu rồi? Dạ vợ chồng ông Bá Hộ lấy. Dạ dạ
giặc đính hôn. Dạ cái này giặc đính hôn. Dạ quan. Trước công đường mọi thứ phải được bày ra ánh sáng. Dạ. Con rùa này là giặc đính hôn của vợ chồng. Biệt. Dạ. Vợ chồng mới đi nhỏ đó quan. Dạ. Gái con đó quan. Dạ. Dạ. Nói đó quan. Rùa vàng, ai có được con rùa vàng là sẽ thăng quan tiến chức, sung sướng suốt đời. Ôi, ta nghe lâu lắm rồi, bây giờ cũng thấy. Mày láo! Bà quen! Đúng! Nó láo mày! Mày láo! Mày cưới con gái người ta, mày muốn đổi chát, nó đem con rùa đi đổi con gái người ta. Đem con gái người ta về, động phòng rồi, không? Tự nhiên bây giờ xách con gái người ta trả lại đôi con rùa lại. Mày muốn cả hai thứ đúng không? Cháu trời. Không có nhận gái là được. Ừ. Nhưng mà ông bà nói sai sự thật. Nó không có đúng sự thật thưa quan. Quân. Dạ. Đè nó xuống đánh 50 hèo. Dạ quan. Sáng rồi mày. Sáng rồi mày nè. Cao. Dừng lại. Ngươi nhận tội ngươi chưa? Dạ quan ơi, con không nhận tội. Ông bà nói sai sự thật rồi quan ơi. Sai sự thật là sao? Ngươi chưa nhận tội đúng không? Dạ. Đánh nữa quan. Nếu chưa nhận tội thì cho 50 hèo nữa. Dạ quan ơi, quan. Con nhận tội, con nhận tội. Thôi. Cậu láo. Mày đặt hả? Có con rùa đi cưới vợ hả? Dạ. Gì? Dạ. Nhìn cái gì? Con rùa của con quan. Của con rùa là của mày. Con rùa đâu của mày, cái này lấy con này con rùa đi cưới vợ rồi rùa của mày ra. Đúng rồi, của vợ chồng con quan. Cưới vợ mà là của con của mày hả? Dạ, dạ. Ê, dạ, dạ, dạ. Dạ, con về, con về, bấm qua con về. Nghèo mà đặt muốn vợ. Quan Anh Minh, Quan Anh Minh, Quan Anh Minh. Quan xin là con rùa. Dạ, dạ, dạ. Chưa. Chưa. Con rùa còn đây. Dạ. Nghe dạ. Ta xử. Dạ, xử án xong rồi mà quan. Đi quan trả rùa vàng hay chồng xử mới một bên thôi. Một bên này thôi, còn bên này chưa xử mà. Ủa, vợ chồng con có tội nữa quan. Tại sao không? Ngươi nghĩ nghĩ nó, ngươi không có tội vậy. Có. Tội của ngươi, tội thứ nhất á, xít chút nữa rồi đã giết chết một con người. Đâu có. Dạ. Anh ta là một người rất hiền lương. Hay không? Dạ. Làm lụng vất vả, tiên ông cho ông ta một con rùa. Dạ. Hay không? Đem con rùa đi cưới vợ. Người hứa gả con gái cho người ta đúng không? Dạ đúng rồi. Bà nói gì? Con gả con gái thiệt mà, con gái của tụi con mà. Đưa con gái ngươi cho nó. Đâu có ngay gái. Trong cái đêm tân hôn. Dạ. Nó bước vô phòng nó thấy con của nhà ngươi nó đã xỉu rồi thấy chưa? Hả? Mai chỉ xỉu thôi chứ nó chết là nhà ngươi mới định cái mạng. Dạ. Trời ơi trời ơi. Biết không? Dạ quan ơi, quan ức cho con đâu có giết người đâu, nó mới xỉu thôi mà, nó đâu có chết đâu quan. Con nhà ngươi thứ hai, nó sai sự thật, nó gian nó dối để gạt người ta, hiểu chưa? Cú xuống. Hả? Linh! Đánh lên thằng mèo! Nhận tội chưa? Dạ 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 dạ. Nhận tội thì đi về. Dạ. Đi về đi. Ây dạ. Rồi nhận tội thì đi về mình ơi. Cô lấy rùa về rồi đó. Ây dạ. Cái gì? Dạ cái củ hồi môn quan. Dạ cảm ơn quan. Có rùa trong này đâu. Con rùa đã tao đập cho quan trên làm tan chứng vật chứng vụ quán này rõ chưa? Dạ dạ dạ. Thôi đưa đừng đập nữa, con về đã quá rồi. Hai mày đứng đây làm chi? Ra trước đóng cổng lại. Nghe chị không bắt đầu lóng lột tay nghe ha. Đi nhanh. Trời ơi, con rùa vàng. Con rùa vàng bây giờ nó thuộc về ta rồi. Phú quý vinh sang. Nàng ơi, ta về rồi đây. Nàng à. Đâu rồi? Đâu mà kêu không nãy giờ không tới mặt mày hết trơn hết trội vậy ta. Vợ à. À, chắc bữa nay có gì bí mật đây. Dạ à. Dạ. Làm gì đó ta về rồi mà nàng đâu rồi? Đây, em đây, em đây. Trời ơi. Nhớ muốn chết luôn à. Đi làm về là mình chạy vội vã về liền, không thấy vợ nhà là lo dữ lắm biết không? Ồ, chàng có mệt không? Làm thì phải mệt chứ sao không mệt. Mệt hả? Trời ơi, bữa nay xử cái vụ án này nó mệt quá trời nhưng mà...
thằng nói. Ôi có gì vui phải không? Chắc nhiên là có rồi. Kể nghe... cho em nghe đi. Sao kể được từ từ, này thuộc chuyện bí mật mà. Phải coi vợ có thương chồng hay không, có săn sóc cho chồng hay không thì chồng mới kể. Thương mà, thương mà, thương nhiều lắm nè. Em biết á, chàng đi làm cực khổ, cho nên ở nhà em có nấu vài món ngon để tẩm bổ cho chàng. Nhưng mà vợ nấu món gì cũng ngon. Vậy á hả? Vậy à, ngồi đây chờ thiếp một chút nghe. Có vợ làm gì còn đòi gì nữa trời. Bởi vậy ra đường không có ai có thể đẹp hơn vợ mình hết trơn á. Phải không? Thiệt thì mà. Mới nói nghe. Đây nè, trước khi chờ món ăn được dọn ra, thiếp mời chàng. Ngày này không cho tao uống rượu, tự nhiên bữa nay rồi mua rượu cho tao uống là uống sao? Uống đi rồi sẽ biết. Phải uống nữa đi. Nàng. Em sao? Bỏ dụng rượu mà nó ngon quá vậy. Cứ chọc để... thiếp hoài hả? Để kể cho nàng nghe. Sao? Kể cho thiếp nghe đi. Hôm nay có một vụ án, bọn dân cãi qua cãi lại, cuối cùng á, ta là người được hưởng lợi nhiều nhất. Gì vậy? Xin chào ta chú. Trời ơi, cái gì vậy? Con rùa vàng. Con rùa màu vàng này hả? Thằng... nhỏ xíu xíu, có gì đâu mà quý. Trời ơi, em có nhiều con còn bự hơn con này nữa. Bự hơn nhưng không bằng con này. Đây là thần kim quy màu vàng. Ai mà là chủ của thần kim quy đó sẽ được sung sướng, sẽ được có là tận hưởng hạnh phúc suốt đời, sẽ được có là thăng quan tiến chức. Đó, cho nên á, vì quý giá của nó cho nên ta chiếm được, đem về đưa cho nàng. Chàng cho thiếp hả? Trời ơi, tinh vật đi sao? May mắn, vinh hoa phú quý hả? Suốt đời. Chàng thông minh quá à, thương quá à. Ôi, giờ chồng uống nữa đi nha. Buồn ngủ quá à. Buồn ngủ cái gì? Uống đi rồi sẽ hết buồn ngủ nữa. Uống nữa đi, chàng. Chồng à, lão già. Ôi trời ơi, nán lại chút xíu cũng được món cực kỳ đặc biệt. Chàng chờ em có lâu không? Hồi nãy giờ chàng chờ sốt ruột lắm, không biết lần này có tới với ta hay không nữa. Em đã hứa với chàng là em sẽ đi cùng chàng, mình sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm suốt cuộc đời này mà. Em không có để chàng đi một mình đâu. Ta yêu nàng. Em cũng yêu chàng nhiều lắm. À, nàng nè. Hả? Lúc mà nàng đi, nàng có gom hết của cải của lão ta không? Có chứ, em gom hết luôn, không chừa món nào hết trơn á. Đi, nằm ở trong đây nè. Ta yêu nàng nhất. Em cũng yêu chàng lắm. Bà chàng ơi, nghe nè, trong lúc em cưỡng đồ quán ta đó, em có lấy được một món rất là đặc biệt. Mà thật ra cái món này á cũng không phải của hắn ta nữa. Hắn ta xử án một người dân rồi cái hắn ta chiếm đoạt của người ta luôn á. Ủa vậy hả? Đứa chàng nói đi cái gì không? Cái gì? Con rùa vàng. Con rùa vàng? Em nghe lão ta nói ai mà sở hữu được con rùa vàng này á sẽ được may mắn sống vinh hoa phú quý suốt cuộc đời này luôn đó. Đây không nàng, đưa ta coi, đưa ta coi lẹ lên. Đợi chút, em lấy. Ủa, thấy chưa? Thật vậy sao? Đây là một vật rất linh thiêng, rất là may mắn. Sẽ đem lại hạnh phúc nè, vinh hoa phú quý nè. Sẽ cho vợ chồng mình sống rất là sung sướng đó. Con vật rất linh thiêng. May mắn đem cho chúng ta hạnh phúc giàu to. Đúng rồi. À, nàng nè. Hả? Bây giờ nàng cất đi. Cất giờ mình gom đồ đi lẹ. À đúng nha. Rồi đúng rồi. Em cất vô, em cất cho kỹ nha.
Tao giết người. Tao giết người rồi. Tao giết người. Giết người. Tao phải giết người. Có được con đường vàng, ta sẽ được may mắn suốt đời. Ta sẽ giàu to. Ta sẽ mua được nhà cao cửa rộng. Ta sẽ giàu to, ta sẽ mua được nhà cao cửa rộng. Ta đã có được con đùa vàng. Đùa vàng, may mắn, nhà cao cửa rộng. Đùa vàng. Đúng là của trời á thì phải trả lại cho trời thôi. Bây giờ mình hoàn thành nhiệm vụ rồi, mình đi về thôi. Dạ. Dạ. Mày kiếm con. Mày làm lố quá à. Nè, nghe bà hỏi nè. Dạ, nghe nè bà. Bà hỏi đi. Thì mày phải nghe người ta hỏi cái gì mày thì mày mới biết người ta hỏi cái gì. Hiểu không con? Thì con nghe con mới hiểu. Nè, bây giờ nè, bà mới hỏi con nè. Có phải á là con ở cùng làng với lại thằng ngốc con của ông bà ngớt đúng không? Dạ đúng rồi. Không những cùng làng mà còn cùng xóm, mà nhà thằng ngốc kế bên nhà con nữa đó. Ừ. Vậy thì con có biết tại làm sao mà thiên hạ người ta gọi nó là thằng ngốc không? Trời ơi, chuyện gì, chuyện đó dễ ẹc à. Tại vì nó ngốc y chang như là cha nó ông ngớt vậy đó, nên người trong làng á gọi nó là ngốc. Mà ngốc có nghĩa là ngu ngốc, bà hiểu không? Hiểu không? Ông hiểu không? Hiểu. Ngủ số. Ừ, dạ. Ý là mày nói tao ngu không hiểu chứ gì? Dạ có đâu, tại con lỡ miệng thôi mà. Thôi bà đừng có hỏi nữa, để tôi hỏi cho nó lẹ. Nè, sao mày đã biết bé lớn thương thằng ngốc, mà thằng ngốc có thương bé lớn hay không? Tụi nó có hẹn hò với nhau hay không? Mà tụi nó đã hẹn hò ở đâu, vào cái giấc nào trong ngày mày nói cho ông bà nghe coi. Trời ơi, cái chuyện đó hả, ly kỳ hấp dẫn lắm. Ừ. Con theo rình mỗi ngày nè. Cái chỗ đó rất là thơ mộng, lãng mạn. Ừ. Và đặc biệt nha, cực kỳ vắng vẻ. Là chỗ nào vậy con? Chỗ mấy đứa nít ở chuồng tắm á. Ừ. Trời đất ơi, mày nói có trúng không mày? Hết chỗ hẹn hay sao mà hẹn ở mấy cái chỗ mà con nít ở chuồng nó tắm là sao? Chỗ đó mới là thơ mộng á. Mà con nói thiệt nha, thằng ngốc á nó cũng ngốc y chang như con vậy đó, nên ông bà đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ. Ông bà hiểu không? Hiểu không? Bà hiểu không? Ông hiểu. Con biết con lỡ miệng rồi. Thôi con đi phơi lúa nha, con đi nha. Ê khoan, cúi xuống. Con bị dính hả? Cái tập lỡ miệng này con đi mày. Trời đất ơi, không biết thằng này nó có nói thiệt hay không. Nói chuyện khó hiểu mà khó tin quá. Khó tin cái gì? Thì bây giờ nó đã nói là nó ở kế bên nhà thằng ngốc. Nó đã nói như vậy thì ông cứ tin như vậy đi. Thắc mắc làm cái gì? Hiểu không? Lên đây một chút. Nó qua trái một chút. Qua phải. Để coi, để xuống đi. Mà về cục đá rồi mới đi qua. Nó ngốc mà. Chưa chắc đâu. Nếu ngốc, tại sao cô bé lớn lại thương chú ngốc? Hai người sắp làm đám cưới rồi đó biết không? Hay là tụi mình thử lần nữa coi.
Đúng rồi chú, trời nóng mà ra bờ sông tắm với tụi con cho mát nha. Lại đây. Chú nói cho mình con nghe thôi nha. Dạ. Đừng nói cho ai biết nha. Cũng đừng có nói cho mấy đứa đó biết nha. Nha. Hôm nay á, chú có hẹn với cô bé lớn rồi, không có đi tắm sông được. Có hẹn với cô bé lớn. Chú Ngốc ơi, vậy cô bé lớn có biết lội không? Cô bé lớn hả? Cô bé lớn lội giỏi lắm á. Biết lội. Còn chú có biết lội không? Đừng nói cho tụi nó nghe nha, mắc cỡ lắm á. Chú không có biết lội. Không biết lội. Chú ơi, mà chú nói chú thương cô bé lớn lắm mà. Rủi cô bé lớn té xuống sông, chú không biết lội, làm sao mà chú cứu cô bé lớn được. Đúng rồi đó. Nè, tụi con mới bắt mấy con chuồn chuồn, chú đi với tụi con ra bờ sông, cho chuồn chuồn nó cắn cái rúng của chú là chú biết lội liền à. Chuồn chuồn cắn rúng biết lội thiệt hả? Chuồn cắn rút miết lội thiệt hả? Dạ. Vậy thì chú cho cắn liền. Chú chuẩn bị chưa? Chú chuẩn bị rồi. Ủa mà cho chuồn chuồn cắn là biết bơi thiệt hả? Dạ, con nghe người ta nói như vậy á. Mà có đau không vậy? Dạ không, chị nhột nhột chút thôi. Cắn đi, cho nó cắn đi. Vậy là chú biết bơi rồi đó. Ủa, thiệt hả? Có vậy thôi là chú biết bơi rồi đó hả? Dạ. Vậy, chú nhảy xuống đi. Không biết lội á, lỡ bé lớn té xuống sông á, Ngốc không có cứu được bé lớn. Tụi nhỏ nó còn nói á, cho con chuồn chuồn cắn cái rúng là biết lội liền à. Ngốc thương bé lớn mới chịu cho con chuồn chuồn cắn đừng cứu bé lớn nè. Trời ơi là trời, mà tôi có té xuống dưới sông hồi nào đâu trời. Chuyện vậy mà cũng làm nữa. Mấy đứa nhỏ nó chọc, nó giỡn chơi vậy mà cũng làm nữa hả? Rồi nó kêu chuồn chuồn cắn rúng cũng cho cắn luôn, rồi nó kêu nhảy xuống sông cũng cho nhảy luôn. Ai mà biết, tưởng cho chuồn chuồn cắn rúng là biết lội liền, ai giờ nhảy xuống sông uống nước thấy bà luôn à. Ngốc phải biết lội, chẳng chừng nào á bé lớn té xuống sông Ngốc mới cứu bé lớn được chứ. Ngốc thương bé lớn lắm mà. Bé lớn cũng thương anh Ngốc nữa, thương lắm lắm luôn á. Nhưng mà anh Ngốc á, mình mốt Ngốc phải khôn ra nghe không? Làm sao khôn được? Thì cái gì mình không biết á thì mình hỏi. Mà em nói thiệt nha, làm như em thấy là không phải là anh Ngốc ngốc đâu, mà là tại vì anh Ngốc thiệt thà quá. Chắc vậy quá à. Ngốc thiệt thà lắm.
quay mặt qua đây tôi biểu coi. Từ ra về sau là không được giỡn với chú ngốc như vậy nữa nghe không? Dạ. Con nít á là phải ngoan ngoãn, phải biết nghe lời người lớn, nghe không? Dạ. Con xin lỗi cô chú. Từ ngày này nữa đâu, con không dám làm nữa. Giỏi. Bây giờ đi chơi đi. Nhanh. Ba Lân, đỡ ngốc dậy đi. Ba Lân, Ba Lân, đỡ ngốc dậy đây. Ba Lân. À, chuyện hôn sự của đôi trẻ thì đợi vợ chồng của tôi lựa được ngày lành tháng tốt rồi sẽ qua báo anh chị biết sau nha. Dạ, xin kiếu anh chị. Dạ, xin kiếu à. Dạ, vợ dạ, chồng tôi xin phép anh chị, vợ chồng tôi về. Dạ, dạ, dạ. 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 Dạ, dạ, dạ. Linh! Ủa vui lắm hay sao mà cười? Vui. Bận đồ gì đâu mà không thấy tay vậy đâu. Cái gớm. Giận cá kém thớt. Sao con nhỏ đó nó cứ khăng khăng đòi lấy cái thằng quỷ đó, tôi mới tức chứ. Tôi đành phải ngậm bồ hòn, gật đầu mà đồng ý. Ông à, tụi nó quen nhau á cũng được 3-4 năm rồi mà tụi nó hẹn hò nhau á ở chỗ cái bờ sông vắng hoe, không có bóng người qua lại. Bây giờ con mình không chịu thằng ngốc thì chịu ai bây giờ? Tôi nói rồi đó nha, con gái của bà có số lấy chồng thằng ngốc là tại nó, chứ đừng có đổ thừa tôi à nghe. Sao mà khó tính quá à, bây giờ con của mình đã lớn rồi phải cho lấy chồng, chẳng lẽ để nó ở giá hả? Với lại á, ông phải nên vui đi. Tôi thấy thằng ngốc á, nó đâu có ngốc đâu ông, mà nó thiệt thà chất phác. Trời ơi, con gái mình lấy được nó là mình cũng mừng rồi. Tôi với ông bây giờ đã già cả rồi, sống nay chết mai, biết đâu bây giờ ông đang nói chuyện tôi nè, lát ông đứng dậy ông giải đành đạch ông chết thì sao? Ý tôi nói là sống chết mình không có ngờ được. Bây giờ mình thấy con gái mình thành thân vậy rồi, mình phải vui chứ ông. Vui vui cái con khỉ. Bà biết một mà không biết 11. Ở làng của mình đây nè, có ông thầy quá, ông vừa giàu sang, thông minh, chữ nghĩa đầy bụng. Tại sao con gái mình không ưng cái ông khóa đó, mà trong cái ông khóa lại ưng con gái mình á? Thiệt, mỗi lần mà nghĩ tới thầy khóa tôi tiếc đức rồi. Buồn ơi là buồn. Ông à, ông đã nhận lễ trầu ca của cha mẹ của thằng ngốc rồi, bây giờ ông cứ thẳng một đường mà đi đi, ngó nghiêng ngó lui làm gì vậy? Đúng không? Con sao vậy? Nãy giờ mẹ cằn nhằn con mà con không trả lời, mà cứ thẫn thờ như vậy, có chuyện gì không? Con mệt quá, sao con trả lời mẹ nổi. Sao mệt? Nói mẹ nghe coi. Thì ở bên nhà bển á, cái gì chồng con cũng không biết hết trơn á, cái gì con cũng phải nói, cái gì con cũng la. Con la riết mà giờ con đâu còn sức đâu con nói cho mẹ nghe. Thì cũng tại con, trước đây á, con có 1-2 đòi lấy thằng ngốc, bây giờ con than thở vậy, phải ráng chịu thôi. Thì con đồng ý là con đòi lấy anh ngốc thiệt, nhưng con đâu có nghĩ là anh ngốc tới nước như vậy đâu. Cái gì anh cũng hỏi con riết con cũng khùng luôn á. Ủa sao giờ mẹ mới nghe con nói? Lúc trước ở bên nó chầm chập mà. Mẹ biết sao không? Lúc trước á, cha mẹ anh còn sống thì anh còn hỏi được người này hỏi được người nọ, còn bây giờ còn có mình con hả, cho nên cái gì anh cũng hỏi con hết. Mẹ nghĩ vậy á là con có phước đó. Bởi vì sao? Bởi vì á, con đã lấy được thằng chồng thiệt thà chất phác. Con nói sao á, nó cũng nghe theo con. Mà con muốn làm gì á, cũng tùy ý con. Như vậy sướng quá rồi, chẳng bù với mẹ. Đó con thấy ông cha của con khôn quá à. Mẹ nói cái gì á, cũng cãi lời mẹ. Mẹ nghĩ mẹ mới là người khổ, còn con là người sướng đó. Không dám đâu mẹ ơi. Con là con muốn lấy chồng, chứ con có muốn lấy vợ đâu. Riết rồi con thấy con giống như là làm chồng vậy. Con không nói chuyện với mẹ nữa. Hơ, cái con này thiệt tình, có phước mà không biết thường.
Dạ con chào bác. À, dạ chào thầy khóa. Dạ. Thầy tìm nhà tôi hả? Dạ nhà tôi đi ra ngoài chưa có về. Dạ à, dạ thưa bác, con có một cây sâm nhiều năm muốn gửi biếu cho bác trai để bác trai bồi bổ sức khỏe. Dạ. Dạ con cũng có vài sắp tơ lụa thượng hạng để gửi biếu cho bác gái. Trời ơi thầy à, thầy làm vợ chồng tôi thiệt là ngại quá. Con gái nhà tôi á đã lấy chồng mấy năm nay rồi mà thầy vẫn lui tới nhà này rồi biếu xén quà cáp toàn là những thứ quý giá không à. Thiệt vợ chồng tôi hết sức là ngại gì đó. Dạ thưa bác gái, đó là tấm lòng của con đối với hai bác, còn tình cảm của con với bé lớn á thì không bao giờ thay đổi. Dạ xin bác đừng có áy náy mà con mang tội, bác cứ coi con như là con cháu trong nhà đi ạ. À. À, nhà tôi về. Chà, chàng rể Hụt tới thăm ông già vợ Hụt đây mà. Dạ con chào bác. Ừ thôi nhân dịp này con ở lại đặng hai cha con Hụt của mình uống rượu bữa nha. Dạ cha đã nói thì phận làm con không dám cãi à. Dạ ngồi đi con. Dạ dạ con mời. Anh Ngốc, tôi có một cái chuyện này tôi muốn nói với anh. Từ nào tới giờ tôi ở trong cái nhà này á, tôi cũng làm vừa lòng cha mẹ, không làm phật ý ai hết. Nay cha mẹ mất rồi thì thôi anh cho phép tôi nói thẳng nghe, nếu như mà anh mà cứ ngốc vậy hoài á thì thôi anh cho phép tôi được đi về nhà bên cha mẹ ruột của tôi ở nghe anh Ngốc. Vậy cũng được. Tôi nói cho anh biết luôn nè, tôi có một người khác bây giờ đòi cưới tôi nè, anh thấy làm sao? Vậy cũng im trời. Trời ơi, trời ơi là trời, Ngốc ơi là Ngốc ơi, tôi đi lấy chồng khác mà anh cũng chịu nữa hả? Chứ tôi biết làm sao bây giờ. Bây giờ như vậy, bây giờ tôi hỏi một cái chuyện cũ nè. Hồi lúc trước á, mấy đứa con nít có một lần nó thấy anh đi từ đằng xa rồi nó mới muốn chọc anh, nó lấy cục đá nó để ở giữa đường vậy nè. Tại sao anh đi tới anh thấy cục đá, anh mở cái chân anh bước qua cái cục đá mà anh cầm cục đá anh bỏ vô lề đường, tại sao vậy? Thì Ngốc đem cục đá vô đường lỡ người ta dấp té rồi sao? Làm người làm vậy coi sao được. Trời ơi có cái gì đâu mà coi không được, người ta dấp té thì hay kệ người ta, đâu có liên quan gì tới mình. Trời ơi là Ngốc ơi, làm sao mà anh ngốc dữ vậy? Sao mà tôi có thể ở được với một người chồng như vậy á trời? Bây giờ vậy, tôi nói rồi nghe, anh mà cứ như vậy hoài á là tôi đi về nhà cha mẹ ruột tôi ở á, mà lỡ như tôi có lấy chồng khác thì anh cũng đừng buồn tôi nghe. Vậy cũng im trời. Trời ơi! Vậy cũng chịu được nữa hả? Trời, không nói chuyện với anh nữa, tôi đi liền. Hết sức rồi. Ngốc ơi, mày cho bà hỏi coi, vợ mày đi đâu vậy Ngốc? Nó nói còn ngốc quá, nó về nhà cha mẹ ruột nó luôn rồi. Trời ơi, con ngốc thiệt á. Con mà để con bé lớn á về bên nhà của ông Côn á, rồi ổng to nhỏ, rồi ổng làm đám cưới với thầy khóa cho mà coi. Thầy khóa á hả, ổng giàu có mà học giỏi, chữ nghĩa của ổng á hả một bụng đó. Mà ông thầy khóa hả, ổng thương con bé lớn á lâu rồi, mà ông Côn á thì ổng lại tham tiền, thế nào ổng cũng nói vô á cho con bé lớn á ưng ông thầy khóa, ổng mới vừa lòng đó. Kệ bé lớn đi, nó tham tiền thì cho nó theo thầy khóa luôn đi. Ê trời ơi là trời, sao mày ngốc quá vậy? Vợ mày á đi cưới chồng khác á mà mày á hả kệ hả? Nó mà đi á hả là mày mất vợ luôn á. Mất vợ là đi luôn không về hả bà? Chứ còn gì nữa. Con không chịu mất vợ luôn đâu. Bây giờ con làm sao hả bà? Bây giờ con Ngốc, con đi ra ngoài đường đi. Người ta nói á, đi ra một ngày đàn thì học một sàng côn. Nếu như con còn thương vợ con á thì con mau đi học côn để mà chạy đi cứu vợ con đi Ngốc. Thập kho. Lo cũng chết.
Thò, Thập Thò, lo cũng chết. Thập Thò, Thập Thò, lo cũng chết. Hay. Thập Thò, Thập Thò, lo cũng chết. Thênh thang ngồi đám cỏ xanh, hơn ngồi chiếu hoa. Thượng đèn tích thủy, hạ đèn khang. 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 Thênh thang ngồi đám cỏ xanh, hơn ngồi chiếu hoa. Thập Thò, Thập Thò, lo cũng chết. Hay quá. Thượng đèn tích thủy, hạ đèn khang. Thênh thang ngồi đám cỏ xanh, hơn ngồi chiếu hoa. Đại mộc lưu giang bất hà bố. Đại mộc lưu giang bất hà cố. Hay. Thôi, cơm rượu no sai rồi, xin phép bạn mình về. Đừng quan sớm. Cơm rượu no sai rồi, xin phép bạn mai lên quan sớm. Cơm rượu no sai rồi, xin phép bạn mai lên quan sớm. Thay mặt cho gia đình, cảm ơn tất cả bà con cô bác đã tới đây dự buổi tiệc cưới của con gái thứ hai. Dạ, không phải, dạ lần một. Dạ. Phải, lần đầu. Dạ. Mời con. Dạ, con mời mấy bác. Dạ, 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 dạ nâng ly à, dạ nâng ly, dạ. Dạ. Dạ, xin mời, xin mời. Xin mời, xin mời, mình nâng đũa. Dạ. Dạ, cảm ơn con rể. Ông bà ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Chỗ người ta ăn mày làm gì vậy? Nhìn ra ngoài sân kìa. Nó tới đây làm chi vậy trời? Thên. Ê, kìa. Vô miệng. Dạ. Cúi đầu xuống. Dạ. Mày kêu nó vô làm gì? Hả? Đi vô làm việc. Đi. Dạ. Thập Thò, Thập Thò, lo cũng chết. Cái gì cười? Đúng là cạc ngàn nó cạc gốc. Hôm nay vợ của nó đi lấy chồng ra, vì mà nó cũng giác cái mặt tới đây để bạn. Mà thế nào nó không biết nhục nhã là cái gì. Bởi vì ta nói tôi gả con bé lớn cho thầy Khóa đúng là sáng suốt. Bà thấy đúng không? Sáng suốt. Nè, cái bảo vàng á, bà đang nói lén mình đó. Vậy giờ phải làm sao? Bây giờ mình mời thằng Ngốc vô ăn tiệc luôn đi. Phải làm vậy đó, như là tỏ ra vợ chồng mình rất là lịch sự, chứ không thể nào để nó đứng ngoài được. Đi, cứ vô đi. Cơm. Dạ. Mời bà con. Dạ. Dạ, xíu con. Mày đi ra mời thằng Ngốc vô đây ăn. Mời vô đây hả ông bà? Con sắp cho ngồi ngay giữa ông bà được không? Cúi đầu xuống. Ui dạ. Ngủ. Ra biểu đó. Vô đi. Rồi á, mày nhét nó vô trong cái kia kìa. Ngồi chung với cái đám gia nhân. Mày làm sao đừng có để nó ngâm thơ, đừng có nói chuyện gì hết là được rồi. Dạ con hiểu rồi. Đi. Dạ, xin mời bà con. Ngốc. Mày đói bụng lắm đúng không?
Trời ơi, vô đây đi, tao cho mày ăn thoải mái luôn. Bữa nay đồ ăn quá trời luôn á. Đi vô đây. Vô đây nè, vô đây. Vô đây. Tông ở đây hả? Muốn ăn thoải mái đi nha. Bà con mình nâng ly nha. Dạ, xin mời, xin mời. Xin mời. Rớt rượu con để. Thượng Điền, Tích Thủy, Hạ Điền, Khang. Nói gì nói vậy? Gì nói gì Rễ Hiền? Nó nói chuyện kiểu như vậy thì nó đâu có ngốc đâu cha. Nó ngốc mà con. Mẹ với cha không nghe nó nói cái gì sao? Ý nó nói cái gì con dịch lại cho cha nghe coi. Nó nói là Thượng Điền, Tích Thủy, Hạ Điền, Khang. Là sao? Vậy? Có nghĩa là mâm trên của mình có rượu, mâm dưới của nó không có rượu. Có nghĩa là nó chửi xéo mình, nó nói cha không biết lễ nghĩa đó cha. Mầm gia nhân không có rượu. Chết cha rồi em. Đâu có, còn ngồi đây mà. Không phải cha em, mà là anh. Anh đang cưới vợ của nó. Có nghĩa là anh đang lấy vợ của nó. Là anh đã sai rồi. Đó mà kiện lên quan một cái là chết cha anh. Thôi em ở lại vui vẻ nghe, anh dọn trước nha. Để đi đâu vậy? Tiệc đang vui mà con bỏ đi đâu vậy? Cha ơi cha, thằng này nó không có khờ đâu cha. Nó khôn ngầm đó cha ơi, nó chửi con. Yên tâm đi, thằng đó nó ngốc lắm. Không có ngốc đâu cha, nó kiện liên quan là chết con. Thôi con chạy trước. Đại mộc lưu gian bất hà cố. Trời ơi cha ơi, nó bồi thêm một câu nữa rồi kìa cha. Nó là cái gì nữa, con dịch ra coi. Đại mộc lưu gian bất hà cố. Nó nói con bây giờ mà không chạy là chết với nó. Không có cơ hội để chạy nữa đâu, thôi con giọt trước nha. Chồng ơi còn sao đi cha, hả cha? Mẹ cái gì chết tới nơi rồi nè. Nó giả bộ ngốc nghếch thôi, chứ thật ra là nó đang bày mưu sâu kế độc gì đó. Biết đâu nó hại vợ chồng mình, nó hại gia đình mình ở tù bỏ công thì sao? Vậy bây giờ làm sao? Làm sao tôi biết tới làm sao đây? Cơm rượu nó sai rồi. Xin phép bạn mai lên quan sớm. Để có chuyện gì á thì mình đóng cửa bảo nhau lên quan chi cho nó. Nè, cô bé lớn ơi. Cái cậu ngốc á, cậu không có ngốc đâu. Cậu á khôn á, và cậu nhiều chủ nghĩa lắm. Cậu á giả là bộ ngốc đó, cưỡi mà thử lòng cô đó thôi. Nếu như mà cô còn thương chồng á. Nè, ông bà ơi. Dạ. Hai ông bà xe duyên lại cho đôi trẻ đi. Con à, mình là vợ chồng với nhau. Không, hai đứa con là vợ chồng với nhau thì có chuyện gì không phải mình đóng cửa, mình dạy bảo nhau chứ đừng có lo quan làm gì nghe con nha. Nói lớn. Nói đi. Dạ. Anh Ngốc ơi, anh Ngốc. Ê, hả? Ngốc đâu mà ngốc. Chồng ơi chồng. Chồng ơi, chồng tha lỗi cho vợ nha. Bây giờ chồng đưa vợ về nhà đi, vợ biết là chồng không có ngốc đâu. Vợ tôi biết mà. Tôi con cũng tha lỗi cho vợ con rồi, tha lỗi cho vợ chồng của cha mẹ. Cái gì? Cha mẹ. Dù sao cha mẹ cũng già rồi. Bệnh lắm con à, cho nên lú lẫn. Có làm điều gì sai thì con bỏ qua, đừng có buồn giận cha mẹ nha, đừng có buồn giận vợ con nha. Thôi giờ nè, con kêu một tiếng vợ đi, là coi như là con tha lỗi cho vợ con rồi. Kêu tiếng vợ cho cha mẹ mừng đi con. Kêu đi con. Kêu vợ đi con. Vợ con nè. Vợ. Vợ. Nó kêu rồi. Nó kêu rồi. Mời bà con. Rồi. Chúc mừng cho ngày vui của con gái tôi ha. Nè, tụi con. Cái chuyện này đó nó không có ma, không có quỷ mà không có bùa chú gì hết trơn trời á. Tụi con chịu vô không? Ủa, vậy có tiền hay công chúa không? Có đường vô không? Hả? Cái gì chứ? Chàng rể thông minh. Thông minh hay là thông anh?
thông minh. Sao tưởng gì, chứ thông minh á là tụi mình kéo vô hết cho vui. Thông minh là gì? Thông minh là vậy nè. Ủa gì kỳ vậy, lại mắt bị sao hả anh? Ừ, là không thấy đường á. Thôi tụi con ở nhà đi, ông vô đây chút xíu rồi lần lao xíu thôi rồi ông về hả? Ừ, chứ tụi con mà vô trong này là hỏng chuyện hết. Ở nhà nha. Ông đi nha. Chàng rể thông minh. Trời đất ơi, đi đứng gì kỳ cục vậy? Đôi guốc của mình đâu rồi? Guốc của mình đây rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, cái chân của tôi, cái guốc của tôi, cậu ơi. Ủa? Cái guốc của cậu ngoài sau lưng cậu nè. Ủa, không thấy đường hả? Đâu có. Thấy sao không thấy? Guốc tôi để sau á, tôi sợ là người ta hả ăn cắp đôi guốc của tôi. Đi đâu đó? Đi đâu đó? Dạ. Đi giờ đi đâu? Tôi đi kén rễ. Ừ. À, chú. Hả? Chú đi kén rễ đúng không? Trời đất, quỷ thần kén rễ, tôi già khăn kén rễ cái gì? Mà biết cậu chưa? Tôi tính đi hỏi người ta nè. Tiện thể chú đây nè, chú chỉ giúp tôi đi. Tôi biết. Chú biết hả? Rồi tôi dẫn chú đi nha. Hết khỏi. Tôi trai chán gì, cần gì để ông già dẫn đi. Rồi chú cứ chỉ đi, tôi đi thẳng tới nơi. Đây, cho đây, chú đây, coi. Đi theo tôi. Dạ. À, chú gì đó? Hướng nào chú? Đây nè. Dạ. Dạ. Đường này nè cậu. Đường này nè, bên đây nè. Đi theo tôi nha. Tôi biết rồi, tôi thử chú thôi đó. Chú đi trước đi. Cha nồi thông minh không thấy đường. Trời ơi, một bà đặt tài lanh. Thôi mình cũng hướng dẫn cho đi. Để tới nơi chơi chốn cho nó xong việc vô rồi đi mà. Đây. Chú. Gì nữa? Chú già và da chú chắc khỏe quá ha. Lành dữ. Tới nhà đó, cậu vô đi, tôi đi nha. Tới rồi hả ông? Ừ. Ông lão. Ông lão. Trời đất ơi, để giúp người thì giúp cho chót, đưa người ta thẳng vô bên trong luôn đi. Bỏ ngoài này, biết sao vô trong nữa. Chào mọi người. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến đông đủ nha. Cứ tự nhiên nha. À, tự nhiên nha cậu. Ủa bà, cái cậu kia làm gì mà cứ đứng sờ soạn cái cửa nhà mình vậy? Sao giống như đứng đo cửa vậy? Đi. Cho ông già này thiệt tình để giúp người giúp nè, cho chót đi. Cậu làm gì vậy? Xin hỏi ông đây là? Trời ơi, cả làng này ai không biết ổng. Ổng là bá hộ bộ, con không biết hả? Dạ, vậy là xin chào ông bá hộ. Dạ, tôi chắc chắn đây là bà bá hộ. Dạ, bà đẹp quá, trẻ nữa. Dạ, chào bà. Tôi đây là ông bá hộ, còn đây mới là bà bá hộ nè. Không phân biệt được hả? Tôi với ông bộ giống nhau lắm hả? Dạ, vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, mặt ai cũng giống nhau, đẹp đều. Dạ. Nè, cậu làm gì á mà cứ đứng sờ soạn cái cửa hoài vậy? Vô không vô, ra không ra là sao hả? Dạ, cái này
thú thiệt với bà, thú thiệt với ông là hả, vô đây là thấy bộ cửa nhà mình đẹp quá, giống y chang bộ cửa nhà tôi vậy đó, rất là sắc sảo. Tôi kiểm tra coi chất lượng gỗ có tốt bằng nhà tôi không. Vậy là nhà cậu này cũng rộng rãi, đúng thuộc rồi, thành phần khá giả. Đúng, đúng rồi đó ông. Sáng láng nữa. Ừ. Dạ, ông bà tinh ý ghê. Tôi chỉ nói bộ cửa mà ông bà biết ra nhà cửa tôi như thế nào. Dạ. Thôi được rồi, đòi xong rồi. Mời cậu vô ăn với anh em đi. Dạ, dạ, chào ông bà. Dạ, vô ăn. Ê, dạ. Trời ơi, trời ơi, trời. Làm gì vậy, đo cột nữa hả? Gỗ tốt hả ông bà? Trời, dạ tốt. Sao? Tò mò quá, ngồi đi. À, chào các cậu. Rất vinh hạnh khi mọi người đến đây đông đủ để dự cái hội mà cán rễ gia đình của tôi. Để nhân dịp này, tôi xin gửi tặng đến quý vị khán giả một bài hát có mang tên là... Bà. Dạ. Chưa tới, đó chờ giải lao. Bây giờ kêu con gái mình ra, cho ta coi mắt cái đã. Tôi quên. Trời ơi, tôi thấy đông đủ và tôi vui quá à. Cho nên là tôi nôn nao rồi, tôi muốn hát mà. Ta coi mắt con gái bà. Ủa bà nôn. Kêu đi. Con gái hả? Mình cũng phải cặp đồ, mở mắt to há hốc miệng, vừa cặp đồ khen ngợi cô gái này đẹp. Xuân Thi đi rồi, rất là mấy cậu ta đẹp, không có giống lãnh hợp phù tục tử, không có đam mê nhan sắc, có lý. Mọi người ăn tự nhiên lên nha, cứ tự nhiên lên. Hết á, ở sao còn nhiều lắm, cứ kêu lên nha. Bữa nay quý vị tới là quý lắm, tôi rất là vui. Hả? Hồi nãy giờ á, thịt không ăn, ăn toàn là rau không à. Cậu ăn có ngon miệng không? Dạ, cảm ơn ông bà. Ông bà hào phóng quá, đồ ăn rất là ngon. Sao tôi thấy cậu ăn rau hoài vậy? Ai chờ ác, để ngay dĩa rau trước mặt mình là mình cứ gấp được đúng một món rau tức thì. Dạ, không giấu gì ông bà, tuy gia đình tôi khá giả nhưng mà từ nhỏ tôi đã được giáo dục là làm cái gì phải tiết kiệm, ăn uống là phải thanh đạm. Vì vậy mỗi khi mà đi ăn cỗ, tôi chọn rau để ăn cho thanh đạm. Đó, bà thấy không? Con nhà có căn cơ, ta giáo dục ăn uống cũng phải đàng hoàng. Đúng rồi. Chứ không phải giống cái đám háo ăn bên kia. Thấy rượu thịt cái tấp. Tôi phải công nhận nha, từ tư cách cho tới sắc diện nha, tôi chấm đó. Có điều tôi thắc mắc một điều nè, cặp mắt không được bình thường, nói chuyện không có nhìn thẳng vào mặt mình nha. Thường thường quân tử phải nhìn mặt nhau mà nói, đằng này á ngó đâu đâu, thỉnh thoảng ngó lên nóc nhà nữa, còn lộn tôi qua ông qua tôi nữa. Nhiều khi á nó hồi hộp quá nên lộn vậy thôi. Thôi cứ để từ từ coi sao. Mà tôi thấy con gái mình á có vẻ là thích cậu ta đó. Ừ, tôi cũng thấy vậy đó. Nè, cậu ăn miếng thịt đi nha. Đó, mặc dầu á là quen ăn tiết kiệm rồi nhưng mà đây á là cái món này là ngon nhất ở đây nè. Dạ, cậu ăn đi. Dạ, cái này là nể tình bà tôi mới ăn, chứ tôi ăn món thanh đạm quen rồi. Trời ơi, ăn đi cậu, ngon lắm đó. Phải đi hướng nào đây? Đất ơi, ông lão ơi, ông đã đưa tôi vô đây thì tại sao ông không đưa tôi về luôn đi? Giờ sao đây?
Ủa cậu, sao còn đứng đây? Khách khứa tạm uống về hết rồi, cậu đứng đây làm gì vậy? Dạ, thật sự á, con đứng ở đây á là mong chờ ông bà ra để con chào trước khi về. Đó, bà thấy không? Con nhà nha giáo, nói năng á thì lễ phép, ăn uống thì đàng hoàng. Nè, cậu có đồng ý làm con rể tôi không? Tôi gả cho. Nếu đồng ý á, về kêu mai mối tới đi. Dạ được. Cảm ơn ông. Dạ cảm ơn ông nhiều lắm. Lộn. Bà chứ không phải ông. Dạ, ông đâu rồi bà? Ông đây nè. Vào đây. Dạ con. Nè, chào phải không? Từ từ, để tao đổi chỗ. Rồi, chào đi. Rồi. Dạ, con cảm ơn ông bà. Dạ con về. Con về rồi, con kêu bà mối tới. Dạ, con về. Ủa, đi đâu vậy? Dạ. Đi ra đường vô trong nhà. Đi thẳng đường này mới về nè. Dạ không, con muốn gặp tiểu thơ, con chào tiểu thơ trước khi về. Trời ơi. Thằng nó lễ phép quá. Thôi được rồi, con cứ về đi. Để ông vô nói lời đó cho. Đi con. Dạ. Đi về đi con. Đi. Đi thẳng đi con. Đi thẳng. Dạ đi thẳng. Dạ. Dạ. Khoan mày chào hả? Khoan. Bà đổi chỗ rồi. Rồi mày chào đi. Dạ con về. Coi chừng nha. Trời ơi. Thằng này tội nghiệp hay bối rối không? Vậy đó. Kìa con gái. Sao nào? Con? Nè. Con có đồng ý á, thấy cậu này làm chồng không? Nếu đồng ý thì ba gả cho. Con. Mẹ thấy á, thằng này nè, tính ăn hết ở, nó đều tốt hết cho con. Hơn nữa sắc diện của nó lại sáng sủa nữa. Con thấy thì sao? Chịu không? Con đồng ý. Vậy thì hay quá. Tốt lắm. Cháo gà đi con. Ăn đi con, ăn cháo cho nó nóng. Con đang đọc cái gì vậy? Dạ thưa mẹ, con đã đọc sách Thánh Hiền thưa mẹ. Hình như con cầm ngược rồi kìa con. Ngược sao coi được con? Mẹ à, người đọc sách Thánh Hiền giỏi không phải là chỉ có một cách đọc xuôi đâu mẹ. Mà những người học sâu, học rộng còn biết cách đọc ngược, đọc từ trên xuống dưới, đọc từ dưới lên trên, thậm chí đọc từ phải qua trái và từ trái qua phải nữa cơ mẹ. Độc đáo thiệt nha, con quả là một người đặc biệt đó. Lần đầu tiên mẹ mới nghe vậy đó. Ôi, hay quá, con quả là tài giỏi. Nhưng mà con à, có thật mới giật được đạo. Con ăn đi con, ăn mới có sức khỏe rồi học tiếp nha ông con. Mẹ cứ để đó cho con. Chuyện ăn là chuyện nhỏ. Bây giờ con phải tập trung đọc hết cuốn sách Thánh Hiền này đã mẹ. Con rể của mẹ quá là tuyệt vời. Thôi mẹ đi xuống rồi con đọc rồi con ăn nha em con. Dạ. Hết hồn hết vía. Ngày mai không có chơi cái trò nho sĩ này nữa, dễ chết lắm. Mùi cháo gà thơm thiệt, đúng lúc mình đang đói. Ăn cái đã. Mà không được,
mình phải giữ cái giá của mình chứ. Có đói cách mấy cũng không được manh động. Cứ từ từ, đâu có mất đi đâu đâu. Công cha như núi người mẹ như hơi nước trong. Ê, trời đất ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, sao mày hư quá vậy hả? Trời ơi, ủa chuyện gì vậy mẹ? Sao vậy con? Con ngồi đây mà con chó nó nhảy lên nó ăn con không có thấy hả? Sao con không đuổi nó đi vậy? Trời ơi, làm nó ăn hết đồ của con rồi đây nè. Ây da, trời. Mẹ à, con sao đâu, mẹ đừng có tức giận. Con thiết nghĩ con chó là một con vật trung thành thì mình cho nó ăn một bữa tử tế cũng đâu có sao đúng không mẹ? Cứ để cho nó ăn đi mẹ. Con nhân từ thì cũng nhân từ về mức độ nào thôi. Con chó nó đâu có thức ăn riêng của nó rồi, nó làm sao mà nó ăn chung với mình được con. Thôi được rồi, để mẹ xuống mẹ làm cái khác cho con ăn nha. Dạ. Con cảm ơn mẹ. Con sẽ vâng lời mẹ. Con chó đáng kiếp. Mày có ngon mày bước lên đây lần nữa, phan cho què giò. Con rể à, mẹ múc cái khác cho con rồi đây nè. Ăn đi con, ăn cho nó nóng nha con. Dạ, con làm phiền mẹ quá. Mà lần này nhớ canh coi chừng con chó nó lên nó ăn nữa đó con. Con biết rồi mẹ. Mẹ xuống dưới bếp đây. Dạ. Tội nghiệp nó ghê vậy đó. Mãi mê đọc sách mà chó nó ăn hồi nào cũng không hay nữa. Mình phải đứng đây mình canh nó được. Con chú quỷ này, mày mà lên mình ăn là con đánh mày bổ mày luôn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hứa mới là đạo con. Ngon. Mày dám quay trở lại à? Được rồi, bước lên đi. Tao không quấn mày thành con. Má vợ mày vậy? Tôi chết rồi. Mày cứ tưởng là con chó nó đánh cho bỏ tức, ai ngờ đánh trúng bà mẹ vợ. Bây giờ phải làm sao đây? Mà còn tại bả, cái gì cứ sáp sáp vô hoài, rình mỏ gì mình. Thưa cha, con làm vậy là có lý do của con. Đồ hỗn láo, lý do gì? Lý do gì đánh bả? Dạ thưa cha, ông bà xưa ta có câu: nam nữ thủ thủ bất tương thân. Tuy biết mẹ là giặc mẫu của con, nhưng đích thực mẹ cũng chỉ là phụ nữ giống như bao phụ nữ khác. Vậy mà mẹ không giữ ý giữ tứ, cứ sáp sáp vào con. Một lần con có thể bỏ qua, nhưng đằng này là lần hai, lần ba. Cho nên con không kìm lòng. Vì vậy con, với lại đúng lẽ trong gia đình vợ phải hầu hạ chồng, có lẽ nào đâu để cho mẹ vợ đi hầu hạ con rể. Thưa cha mẹ, tội của con là tội nóng nảy, xin cha mẹ bỏ qua cho con. Mẹ ơi, chồng con đã giải thích rồi đó. Có lý. Bà thấy không? Nó là đứa sống có phép tắc. Tôi nhìn người không sai mà. Sao á? Bà vô ý quá. Cái sáp sáp vô chi? Nó xảy ra chuyện như vậy. Cũng may á, nó là đứa bà đàng hoàng.
chứ gặp á, mấy đứa ba trợn á, tiêu bà rồi. Trời ơi, ông không biết gì trơn, sắp sắp cái gì. Thì tôi thấy nó học bài mệt quá. Rồi tôi thấy con gái mình nó mệt nhọc, cho nên tôi cũng phụ con gái người ta, rồi đem đồ ăn thức uống lên cho, chăm sóc cho nó. Tôi đâu có ngờ nó nghĩ tôi vậy. Rồi cái thôi lần sau có gì con nhắc nhở mẹ, đừng đánh mẹ nữa nghe không? Con xin lỗi mẹ. Thôi, bà vô đây, tôi lấy dầu để sức cho. Mà quên nữa. Dạ. Có miếng ruộng trước nhà mình á, đang cần cày gấp, mà tá điền ta bận rồi. Không thấy ngày mai con cày giùm mẹ được không? Dạ, được thưa mẹ. Mấy bữa nay con đọc sách Thánh Hiền cũng ngứa tay ngứa chân rồi, để nó con làm cho mẹ. Dạ. Giỏi. Mẹ, để con phụ cho. Mẹ, hồi nãy con đánh mẹ, mẹ có đau không? Tao, bà đứng đây nè. Sao mày cứ lộn hoài, làm tao nhột quá. Thôi vô sức dầu đi. Lộn hoài. Thôi, anh ăn miếng cháo đi. Cảm ơn mình. Anh ăn đi. Lộn rồi con, ruộng nó không phải của mình, ruộng của người ta. Dạ. Anh ơi, sao lại cốt trên đất của người ta vậy? Ruộng nào còn giống ruộng nào, không làm bờ đê ngăn cách là sao phân biệt được. Phiền ghê. Mẹ vợ với vợ biết không, tại vì con thấy ruộng bên người ta cao hơn ruộng mình, nên con tính ban lại cho bằng. Kẹo mùa mưa tới á, nước tràn qua ruộng mình, úng hết lúa. Trời ơi, tội nghiệp nó ghê vậy con. Nó siêng năng ghê con ha. Chồng con biết nhìn ra sông lộng mà mẹ. Con à, cái ruộng của mình đó là nằm phía sau lưng con đó. Con chỉ cần quay qua cái là ruộng của mình đó. Dạ, con biết rồi mẹ. Ruộng bên đằng sau con đúng không mẹ? Trời ơi, nó siêng ghê con ha. Cút lìa vậy đó. Thương gì đâu quá, thương quá. Mà con ơi, con điều này mẹ hơi thắc mắc con. Từ hồi nó về làm rể tới bây giờ đó con, chưa bao giờ nói chuyện á nhìn thẳng hai mẹ con mình á. Khi nào nói chuyện cũng nhìn rồi đó. Anh biết nhìn xa trông rộng mà mẹ. Thì ra là như vậy. Thôi mình về đi mẹ. Anh ơi, em để nước ở trên bờ, khi nào khác anh ra uống nha. Anh biết rồi, em cứ để đó đi. Em về trước nha anh. Vợ à, em nhớ đưa mẹ về cẩn thận nha. Anh cuốc hết đám ruộng này anh về. Dạ. Thôi mình về đi mẹ. Mình về đi con. Mệt ghê. Vô. Ăn đi em mấy cưng. Rồi để ngủ. Hay à, lâu lắm mới được ngồi với con rể của ông bá hộ nha. Hay, vô thêm hát nữa nè anh em. Mời mọi người. Vô. Mọi người ăn uống tự nhiên nha. Anh đó, thiệt là có phúc quá nha. Được làm rể, con nhà giàu có, quyền quý như vậy nè. Đúng là ông bà bá hộ á, nhân từ thiệt đó ha. Mà ở đây á, được ở rể nữa, người ta gọi là chuột sai hổ nếp phải không? Mà ở đây á, giống như là chó chui ngầm chạn đó. Anh nói như vậy á, chẳng khác nào dĩ ảnh á, với chó, với chuột vậy đó. Vô đây. Yes. Thank you.
còn trai trẻ ơi, nghe ta nói nè, con đừng có giận dữ quá. Ông lão, mà ta sẽ có cái phép cho con sáng mắt. Ông nói thiệt hả ông? Thiệt chứ. Ông có thể làm cho con sáng mắt? Đúng vậy. Dạ, con đồng ý. Trước khi mà ông làm con sáng mắt đó, ông có một cái thắc mắc này. Khi con sáng mắt ra thì cái người đầu tiên của con muốn nhìn thấy là ai? Dạ, dạ là vợ con. Ồ dạ, đúng là một người chồng tốt nha. Bây giờ ông sẽ quá phép cho con sáng mắt nha. Dạ, ông làm liền đi ông. Nghiêng qua đây nè. Dạ. Qua đây chút xíu. Dạ. Nhắm mắt lại. Đừng. Ông lão nè, có phải là con mở mắt ra con sẽ nhìn thấy vợ con đúng không ông? Phải. Từ từ mở mắt ra. Dạ. Con mở nha ông. Mở đi, từ từ mở, mở mở. Vợ con đây sao? Trời, lộn lộn lộn. Cái phép của ông là tới đây thôi. Còn con muốn gặp vợ con á, con phải chạy nhanh vô nhà nghe chưa? Dạ, con cảm ơn ông. Vợ ơi, coi chừng ta. Vợ ơi, coi chừng ta. Coi chừng ta. Ủa, ông đi đâu mà lâu quá vậy? Ở đây á, người ta ăn gần hết thức ăn rồi kìa. Bị gì vậy? Tôi đau bụng quá. Ăn cái gì vậy? Tôi chịu không được luôn. Anh có sao không anh? Anh ơi, anh có sao không? Anh ơi, anh sao vậy? Xin mọi người tránh ra. Anh có sao không? Anh lại va vào đông đó hả? Khổ thân chồng tôi không? Vợ của tôi đây sao? Em thật là hiền lành, dễ thương và đáng yêu, giống như là anh đã hằng nghĩ vậy đó. Anh đã nghĩ về em như vậy sao? mà không phải, anh không cần nghĩ nữa, mà bây giờ anh đã thấy trước mắt anh, đó là sự thật rồi. Em đã nghĩ tới đây khi anh nhìn em. Em nói vậy là sao? Không lẽ em đã biết anh? Con hai tội không? Dạ tội. Thương không? Thương. Ủa sao vậy? Dạ tại anh xạo quá trời à. Khó tin quá đi, thông minh mà qua mặt được cả nhà cũng chưa chắc. Chưa chắc là sao? Ý mày á là cô vợ của anh cũng biết chứ gì? Thì đó, đúng rồi đó tụi con. Thế mà thật lòng thương nhau á thì khó khăn gì cũng qua hết trơn. Vấn đề ở đây là lại thành thật với nhau, biết không? Dạ. Con biết rồi.